thần cấp ở rể. chương 441, không thể chậm một giây. Lâm Thư âm bổ nhào về trước ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một lúc lâu sau mới rời. Cô xinh đẹp quyến rũ, nói chẳng lẽ ngay cả như thế anh cũng không hiểu. Lừa em sao? Diệp vô phong lắc đầu, anh hiểu, nhưng anh vẫn chỉ yêu em. Lâm Thư âm chừng anh một cái, tuy trong lòng ngọt ngào, cũng ấm ức cho bản thân của mình, nhưng lại không biết khuyên Diệp vô phong thế nào. Diệp vô phong nhào đến như sói, Lâm Thư Âm cũng vô cùng vui vẻ. Đội ngũ Âu Dương lôi cử đi lần này bị bắt tổng cộng 16 người, Âu Dương lôi hận đến nghiến răng, bởi vì ông ta muốn vỗ về mấy người này và gia đình họ thì nhất định phải chi rất nhiều tiền. Sau khi bác Thoái Vương nghe kể vậy, hung tận nói, hay để tôi trực tiếp thủ tiêu Diệp vô phong. Âu Dương lôi hơi do dự nói, tam lãng, sắp xếp cho tất tùng tập kích thủ tiêu Diệp vô phong đi. Người này là mối đe dọa rất lớn của chúng ta. Vâng, Khương Tam lãng gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn bền. Khi Diệp Vô Phong nghe nói Lâm Thư Âm muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, vội chạy xuống gara dưới hầm, nhưng khi anh đến cạnh chiếc BMW X7, bỗng nhiên cảm thấy hình như chiếc xe này bị ai làm gì rồi. Anh lại không nhìn ra chỗ nào bị tác động, chỉ là trực giác. Anh thả chậm bước chân, cẩn thận từng chút đến trước ghế lái, kiểm tra trong xe, sau đó ngồi xổm xuống rồi nằm trên sàn cẩn thận kiểm tra bên dưới xe. anh đang làm gì vậy? lâm thư âm cầm túi sách nhỏ của mình chậm rãi bước đến. không ổn. diệp vô phong đột nhiên nhảy lên chạy đến bên cạnh lâm thư âm, tay phải vững chắc ôm lấy eo nhỏ của cô. sau khi đến chiếc xe bên cạnh thì lùi qua. cùng lúc đó đè lâm thư âm ở dưới thân. âm uhm, tiếng nổ dữ dội đinh tai nhức óc, vụ nổ gây ra sóng khí, làm cho chiếc xe bên cạnh cũng lộn nhào. ánh lửa cao ngất. ơ ờ. Lâm Thư Âm bị dọa dùng sức ôm chặt Diệp Vô Phong, đây là trụ cột đáng tin nhất lúc cô nguy hiểm. Đất bên dưới cô rung động, cô chỉ cảm thấy mạng sống mình như đang trôi nổi trên biển vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống đáy. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình sắp chết rồi. Đột nhiên, chiếc xe bị sóng khí làm lật nhào văng đến chỗ hai người. Diệp Vô Phong ôm Lâm Thư Âm lăn qua bên cạnh nhưng không kịp. Khi chiếc xe Việt dã văng đến, diệp vô phong lại đặt lâm thư âm bên dưới người dùng sức tay chân chống đỡ cố lên diệp vô phong lo lắng bên dưới hét lớn hai tiếng vô phong lâm thư âm biết anh đang bảo vệ mình thấp giọng gọi âm chiếc xe việt giã đập vào lưng diệp vô phong khủng khiếp vậy lúc lâm thư âm ôm chặt eo diệp vô phong mới phát hiện mình không chạm đất khi chiếc xe cứng cáp đập lên người diệp vô phong lâm thư âm cảm thấy người mình cũng bị đè xuống theo nhưng không chạm đến mặt đất diệp vô phong dùng lực tay chân chống đỡ toàn bộ lực do chiếc xe kia đập xuống lâm thư âm chợt thấy trong lòng đau nhói trên người anh phải chịu bao nhiêu áp lực cô thật không thể tưởng tượng diệp vô phong như một ngọn núi vì cô mà ngăn cản tổn thương mà dường như không thể nào ngăn cản được au diệp vô phong đợi đến khi chiếc xe đè lên người sau khi từ từ ổn định lại hét một tiếng tay chân cùng sùng sức chiếc xe kia bị anh cứng rắn bật ra ngoài sau đó, trong nháy mắt cơ thể Diệp vô phong nhân lúc chiếc xe bật ra, nhanh nhẹn nhảy lên, dùng sức hai tay giữ lại, sau đó lại dùng sức. Dầm, chiếc xe lăn rồi bị hất tung đi, cuối cùng Lâm Thư Âm an toàn rồi. Diệp vô phong chia tay kéo Lâm Thư Âm dậy, lúc này chiếc xe nổ đã bốc cháy ngùn ngụt, hơi nóng vô cùng lớn phả vào mặt. Lâm Thư Âm yếu ớt đỡ tay Diệp vô phong, anh bị thương rồi phải không? Bị thương ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện ngay diệp vô phong lắc đầu ánh mắt nghiêm túc chuyện này chắc là âu dương lôi làm lâm thư âm đỡ anh đi đừng nhìn nữa thật sự khó tưởng tượng nếu không phải anh phát hiện kịp thời chúng ta ngồi trong xe diệp vô phong ôm vai cô thì thầm bên tai xin lỗi dọa em sợ rồi sao lâm thư âm lắc đầu em không bị tổn hại một cọng tóc bây giờ quan trọng nhất là vết thương của anh trên lưng anh chắc chắn bị xước ra rồi đúng không để em xem thử nhé không cần xem đâu, không sao hết, chút thương tích ngoài ra thôi. Diệp vô phong vốn không quan tâm, nhưng người đẹp quan tâm khiến lòng anh ấm áp. Đồ bị rách cả rồi, này anh xem này, chảy máu rồi. Trời ơi, Diệp vô phong, anh đến bệnh viện cho em ngay. Sau khi Lâm Thư Âm mượn ánh sáng điện thoại kiểm tra một chút, đột nhiên không nghe nữa. Bản thân cô rất rõ, dưới sự bảo vệ của Diệp vô phong, cô không chịu bất kỳ thương tổn nhỏ nào. Nhưng sau lưng Diệp Vô Phong lại bị chiếc xe kia cọ đến nỗi vết thương khắp nơi. Dù là vết thương nhỏ nhưng đều hở miệng, thật quá đáng sợ. Tổng cộng có 6 vết thương, đều đang chảy máu. Lâm Thư Âm vô cùng đau lòng, phải đến bệnh viện ngay, anh nói gì cũng vậy thôi. Thật sự không cần mà, trên chiến trường, vết thương cỡ này vốn không thể hạ hỏa tuyến. Diệp Vô Phong tiếp tục biện minh. Nhưng ở đây không phải chiến trường, đây là hậu phương. Lâm Thư Âm không cho giải thích vẫn cứ dẫn Diệp Vô Phong đi ra ngoài, Hàn Kỳ, tìm cho tôi chiếc xe ngay, đưa Diệp Vô Phong đến bệnh viện. Hàn Kỳ mang theo mấy bảo vệ, vội vã chạy đến, ơ. Chủ tịch Phong, Tổng Giám Đốc Lam, vừa mới có tiếng nổ lớn lắm, chẳng lẽ hai người không nghe? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nổ ở đâu vậy? Lâm Thư âm chừng mắt, Diệp Vô Phong bị thương, anh ấy đang chảy máu. Nổ gì mà nổ, không cần quan tâm đâu, đưa anh ấy đến bệnh viện trước. Vâng vâng, Đưa đi ngay, ngay lập tức, Hàn Kỳ vội đỡ Diệp Vô Phong lên một chiếc xe MPV, Lâm Thư Âm cũng vội vàng lên xe cùng. Diệp Vô Phong miễn cưỡng cười, "Thư Âm, anh thật sự không sao. Như thế này đi, em đi bàn việc với ai cũng không thể hoãn được, để Hàn Kỳ đưa đến bệnh viện là được rồi." "Không, lúc này Lâm Thư Âm vô cùng cố chấp, bàn bạc kinh doanh thì từ nay về sau còn nhiều, nhưng việc anh bị thương thì không thể chậm một giây." sau khi hàn kỳ biết diệp vô phong bị thương cũng mất hồn mất phía nhìn hai người diệp vô phong từ trên xuống dưới nói lẩm bẩm may mà không sao chủ tịch phong đáng sợ quá diệp vô phong nói âu dương lôi trả thù chúng ta mọi người yên tâm đi dù sao đi nữa thì tôi cũng không để âu dương lôi có kết cục tốt đâu hàn kỳ hăng hái nói đương nhiên rồi cái tên âu dương lôi này dám đối đầu với chúng ta ông ta tìm đường chết mà Lâm Thư Âm nói, ông ta thua trận ở phương diện gọi đấu thầu, khó tránh khỏi tức giận. Nhưng dùng cách này trả miếng chúng ta thì quá nham hiểm rồi. Không phải thứ tốt lành gì. Diệp Vô Phong nhếch môi, vợ anh nói ông ta không phải thứ tốt lành gì nhưng anh thấy ông ta không cần sống trên đời này nữa, lãng phí không khí lại lãng phí thức ăn, chết rồi vẫn lãng phí đất đai. Hi hi, Lâm Thư Âm bị anh chọc cười, liền như hoa tươi nở rộ. Chương 442, có khả năng sẽ gây sức ép khi diệp vô phong đến bệnh viện anh đã phải khâu đến hàng chục mũi nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm đến vết thương như vậy chút nào anh vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh vẫn nói và cười mà chẳng hề mảy may có gì vướng bận cả vì cảm thấy có lỗi với anh lâm thư âm đẩy hết công việc cho bạch nhạn phi chuyên tâm cùng anh ở bệnh viện thay vào đó diệp vô phong tràn đầy năng lượng đi đi lại lại trong phòng bệnh như thể vết thương không có chút đau đớn nào ngồi xuống cho em nằm xuống đừng có cử động nữa. Lâm Thư Âm tức giận đến mức không chịu được nữa, kéo Diệp Vô Phong để cho anh nằm nghiêng trên giường bệnh. ngoan ngoãn mà ở yên đấy. nếu không em sẽ thật sự tức giận đấy. a, à, Diệp Vô Phong chớp mắt nhìn Hàn Kỳ, được rồi, tổng giám đốc Lâm, anh sẽ nghe lời em. Hàn Kỳ mỉm cười rồi rời đi. tôi đi lấy nước. Lâm Thư Âm ngồi ở bên cạnh giường bệnh. ở bên giường, cô xót xa nhìn Diệp Vô Phong, xe ô tô tông vào có đau không? Đau quá, Diệp Vô Phong chớp chớp mắt, cố ý nhếch miệng cười, đến tận bây giờ vẫn còn thấy đau. A, à, Lâm Thư Âm nhìn chằm chằm anh nói, anh không được phép cử động. Cần phải sau 6 ngày nữa mới có thể cắt chỉ được, khoảng thời gian này tuyệt đối không được cử động. A, à, em tha cho anh đi. Diệp Vô Phong bắt đầu than khổ, thực ra thì không còn đau nữa. Đặc biệt khi thấy em không hề bị tổn thương nào như thế này trong lòng anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, không còn cảm thấy đau nữa. Lâm Thư âm chừng mắt nhìn anh, anh không phải là người sắt, anh phải chú ý đến cơ thể của mình chứ. Sau này em không muốn anh vì liều mạng bảo vệ em mà gặp phải chuyện như thế này. Diệp vô phong lắc đầu, chuyện này khó có thể thỏa hiệp được. Em là nữ thần đẹp nhất trong lòng anh, nếu dù chỉ là một vết thương nhỏ ở trên người em thôi, sẽ là không coi trọng em. Anh thật là... Lâm Thư âm mặc dù cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn nén giận nói anh đang nói cái gì vậy. Nếu anh cứ luôn như vậy thì sẽ chỉ tự giết chết chính mình thôi." Diệp Vô Phong nói, anh nhất định sẽ không chết trước em. "Hả?" Lâm Thư Âm sửng sốt, chợt không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Diệp Vô Phong nói, nếu anh chết trước, em nhất định đau khổ không thể chịu đựng được, cho nên anh phải chết sau em. "A," à, Lâm Thư Âm không nhịn được nắm chặt tay Diệp Vô Phong, nước mắt giàn giụa, đôi môi xinh đẹp khẽ run hồi lâu mới nói đời này em có được anh hẳn là phúc từ kiếp trước diệp vô phong thở dài có lẽ kiếp trước anh nợ em quá nhiều chỉ có đến kiếp này anh mới có thể trả lại Hừm, dù sao chuyện kiếp trước cũng chẳng có ai rõ cả anh nói cái gì thì chính là cái đó lâm thư âm ngước đôi mắt đẹp việt diệu lên nhìn anh với tình yêu thương vô hạn ầm cửa phòng bệnh bị người ta mở toang ra đại ca có chuyện gì vậy sao lại cuốn băng đầy người thế này bị thương nặng lắm sao? Lâm Thư âm vội vàng tránh khỏi người Diệp Vô Phong, có chút ngượng ngùng nhìn đường chảm, vị khách không mời mà đến này. Diệp Vô Phong nhìn lườm anh ta một cái, hiếm khi chúng tôi mới có dịp thân mật thế này, lại bị thằng nhóc nhà cậu phá đám. À, vậy em đi ra ngoài trước, anh có thể tiếp tục. Đường chảm mở to mắt chấp chấp. Lâm Thư âm chừng mắt nhìn anh, được rồi, đừng nói đùa nữa, anh ấy bị thương rất nặng đường chăn lập tức trở nên nghiêm túc đại ca rốt cuộc anh bị thương ở chỗ nào diệp vô phong xua tay vết thương nhỏ này đương nhiên không sao âu dương lôi lần này đang bí mật đối phó với chúng ta phương pháp này quá bị ổi rồi đường chạm đấm một cái vào giường bệnh đại ca người ta có câu gậy ông đập lưng ông anh yên tâm từ nay nhà âu dương sẽ trở thành khu vực châm ngòi cho pháo hoa em không tin bọn họ còn dám lái xe ra ngoài lâm thư âm nói anh định làm gì đường trảm cười gian nói em sẽ khiến cho tên âu dương lôi này khi muốn đi đâu chỉ có thể đi bộ thôi diệp vô phong cười nói được vậy cậu đi chơi đi đường trảm búng tay được rồi tuân mệnh nhìn đường trảm xoay người đi ra ngoài lâm thư âm không khỏi có chút lo lắng vô phong đường trảm có làm gì phạm pháp không diệp vô phong thở dài nói âu dương lôi làm vậy hẳn đã là phạm pháp rồi hơn nữa đường trảm làm việc rất sạch sẽ gọn gàng cũng không phải là chuyện mà em đang tưởng tượng đâu. Bởi vậy, em không cần quan tâm đến chuyện này đâu. Hơn nữa đường chảm nhất định sẽ cử người điều tra bãi đậu xe của chi nhánh công ty Hoa Cường, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Ồ, đương nhiên, Lâm Thư Âm tuyệt đối tin tưởng Diệp vô phong. Bùm, một tiếng nổ vang to lên đến tận trời, bùng lên thành ngọn lửa. Làm sao vậy, Âu Dương lôi giật mình hoảng sợ, mặt đất rung chuyển rất kịch liệt. Báo cáo ông chủ Lôi, nó là một trong những chiếc xe của chúng ta, nó đột nhiên phát nổ. Tại sao nó lại phát nổ? Tôi không biết, nó đang đậu rất bình thường ở trong bãi đậu xe, đột nhiên phát nổ, ngọn lửa rất dữ dội và đang được chữa cháy. Tìm ngay, nhất định phải tra ra tại sao nó lại phát nổ lớn như vậy. Âu Dương Lôi tức giận, từ trước đến nay là ông ta làm nổ xe của người khác, làm sao có ai lại dám làm nổ xe của ông ta cơ chứ? quả thật đúng là coi trời bằng vung mà. Bùm, lại là một tiếng nổ lớn khác. Lần này xảy ra chuyện gì nữa vậy? Âu Dương lôi nhìn bầu trời, đã hơn 7 giờ tối, sắc trời cũng đã tối, nhưng ngọn lửa bên ngoài lại đỏ rực vô cùng. Báo cáo, ông chủ lôi, vừa rồi là từ chiếc xe khác. Khi tôi đang chuẩn bị đưa xe ra khỏi Gaza, nó đã phát nổ ngay khi tôi khởi động xe. Cái gì, lúc này Âu Dương Lôi mới biết có người đặc biệt nhắm vào mình. Mau đi kiểm tra, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc xe, chuyện này không bao giờ được xảy ra thêm lần nào nữa." Âu Dương Lôi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. "Vâng, ông chủ Lôi đừng quá lo lắng, Tam gia đã đưa người đến kiểm tra xe rồi. Đừng lo lắng, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa." Âu Dương Lôi liền lập tức gọi điện cho Khương Tam Lãng, "Tam Lãng, hai tiếng nổ này thật kỳ lạ, cậu nhất định phải điều tra ra." Khương Tam Lãng nói, "Vâng." ông chủ lôi đừng lo lắng tôi đang kiểm tra từng chiếc xe chỉ cần có chuyện như vậy một lần nữa khương tam lãng tôi lời nói còn chưa dứt lại có thêm một tiếng nổ lớn âu dương lôi có thể nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa từ tai nghe điện thoại sao vậy âu dương lôi cho đến hai giây sau mới nghe thấy tiếng nổ lớn trên mặt đất liền xuất hiện một trận rung động mạnh khương tam lãng vẻ mặt xấu hổ hả ông chủ lôi người phụ trách giám định của chúng tôi bị nổ tung thành cho bụi rồi Trời à, rất thê thảm, không còn nhìn ra hình dáng người nữa, đều đã bị dập nát hoàn toàn. Âu Dương lỗi nghiến răng nghiến lợi, cậu có biết là ai gây ra chuyện này không? Khương Tam lãng cười khổ, hơ hơ, chuyện như này hoàn toàn không có cách nào tìm ra được là do ai đã làm. Theo tôi đoán thì hẳn là Diệp Vô Phong đã phái người tới làm. Âu Dương lôi lạnh lùng nói, ồ, vậy thì chúng ta tiếp tục gia tăng sát thương cho họ. Xem cuối cùng ai sẽ là người thắng. Khương Tam Lãng nói, "Được rồi, tôi sẽ đến thảo luận điều này với anh Tất Tùng ngay lập tức." Bùm, đó lại là một bông pháo hoa, khác bay vút lên bầu trời. Lại nổ ở nơi nào vậy? Âu Dương Lôi tức tối nghiến răng nghiến lợi. Chắc ở bên ngoài nhà Âu Dương, tôi đi xem một chút." Khương Tam Lãng vội vàng nhảy ra ngoài. Bùm, ngay khi Khương Tam Lãng chạy ra ngoài, một pháo hoa lộng lẫy khác bay lên trời, bùng lên thành ngọn lửa sáng rực. A! À, Chân của Khương Tam lãng mềm nhũn, đây hóa ra là bãi đậu xe trong sân nhà Âu Dương chúng ta. Tên Diệp Vô Phong này thật sự gây ra quá nhiều nhiều chuyện rồi. Chương 443, không nên lo lắng. Nhà họ Âu Dương chiếm hàng trăm mẫu đất, quy mô khá lớn và cũng có rất nhiều công trình phụ khác. Hàng nghìn nhân viên có liên quan của Âu Dương lôi đều sống trong đó. Tất nhiên người nhà gia đình âu dương chiếm vị trí tốt nhất và những người khác có thể sống tại khu đất xung quanh họ đó cũng được tính là một sự vinh quang nhưng bây giờ sau nhiều tiếng nổ liên tiếp những người này sợ hãi chạy ra khỏi nhà đến một khu đất trống thất thần nhìn xung quanh bùm 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 những tiếng nổ vẫn đang diễn hơn nữa khoảng cách và thời gian chắc chắn không thể đoán trước được nhưng không có ngoại lệ tất cả mọi thứ phát nổ là những chiếc xe ở đây những chiếc xe nằm giải rác trên các bãi đậu xe ở khắp mọi nơi. Âu Dương Tất Tùng dẫn theo người đi ra khỏi chỗ ở, trang bị đầy đủ vũ trang hạng nặng. Thưa cậu chủ, có người đang tấn công chúng ta. Trong bóng đêm, Khương Tam lãng chạy thật nhanh đến. Vớ vẩn, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Vẻ mặt Âu Dương Tất Tùng trở nên u ám, nhìn những vụ nổ vẫn đang xảy ra xung quanh tìm ngay. Tìm kẻ gây rối đó ngay lập tức. Vừa nói, anh ta vừa dẫn đầu đám người đi vào màn đêm. Thưa cậu chủ, ưu tiên hàng đầu bây giờ nên là chữa cháy. Khương Tam Lãng hét lên. Âu Dương tất tùng từ xa diếu cợt, chữa cháy là chuyện nhỏ, tìm địch mới là chuyện lớn. Mặc dù chữa cháy là một vấn đề nhỏ, nhưng vẫn cần có ai đó làm việc này mà. Bằng không, nếu nhà họ Âu Dương bị đốt toàn bộ thành đống đổ nát, tổn thất sẽ rất lớn. Wow, ha ha, hiệu quả rất tốt. Ở trên ngọn đồi cách đó vài km, đường chảm lấy ống nhòm quan sát nhà Âu Dương, anh ta vui mừng khôn xiết, nhìn từ xa như thế này nhà Âu Dương quả giống như một tác phẩm nghệ thuật đang tỏa sáng. Ha ha, đúng vậy, nó không chỉ phát ra ánh sáng mà còn có âm thanh. Một người đứng bên cạnh phụ họa theo. Nổ quả bom cuối cùng, rút lui, đường chảm lập tức phát ra mệnh lệnh. Hả, đại ca, anh không đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật xuất sắc này sao? Đường chảm nghiêm nghị nói, không tới nửa canh giờ, người của Âu Dương Tất Tùng sẽ tìm kiếm đến đây chúng ta lập tức rút lui, để tránh va chạm không rõ với người của Âu Dương Tất Tùng đang đánh đến. Thần lực vương không phải chỉ dựa vào sức lực của mình, đối với việc nắm bắt thời cơ chiến trường nói chung không phải là thông minh. Âu Dương Tất Tùng mấy ngày trước bị tổn thất rất lớn, anh ta hẳn là đang tính kế báo thủ như thế nào, sau đó nhất định đã mời đến rất nhiều cao thủ. Đường chảm không muốn anh em của mình phải đối mặt với đám người Âu Dương Tất Tùng, nếu có thể đánh vào nhà Âu Dương một chút vào tối nay, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể về nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, ngay khi ánh sáng trong phòng vừa xuất hiện, Diệp Vô Phong vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi của Lâm Thư Âm, nằm ở bên giường ôm lấy cánh tay anh, Diệp Vô Phong cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng thấy cô đang ngủ rất say sưa nên cũng không đành lòng đánh thức cô dậy. Thực ra có một cái giường bên cạnh, Lâm Thư Âm có thể đến đó nghỉ ngơi. Nhưng cô nhất quyết ở bên cạnh giường bệnh của Diệp Vô Phong không muốn rời đi chút nào. Diệp Vô Phong đề nghị cô cứ đi ngủ đi nhưng Lâm Thư Âm vẫn không chịu. Không có cách nào khác, Diệp Vô Phong đã ngủ gật trong khi nói chuyện với cô. Tình huống này có lẽ là duy nhất đối với người luôn đề cao cảnh giác như Diệp Vô Phong. Lâm Thư Âm rất hài lòng khi thấy anh ngủ rất hiên bình, vì vậy cô cũng ngồi trước giường bệnh mà ngủ thiếp đi. Đột nhiên, cô cảm thấy lông nghi của mình có chút ngứa ngáy, không khỏi mở ra một đôi mắt xinh đẹp. Cô nhìn thấy Diệp Vô Phong đang cười xấu xa, lấy ngón tay chạm nhẹ lông nghi anh đang làm gì vậy lâm thư âm không khỏi oán trách nói a à, diệp vô phong bị phát hiện trông giống như một đứa trẻ mắc lỗi ừm anh không có làm gì cả vừa nhìn thấy em xinh đẹp như vậy anh không nhịn được mà muốn chạm vào hàng lông nghi đó anh lâm thư âm rụi rụi mắt đứng dậy trời sáng rồi phải không bác sĩ còn chưa tới khám sao diệp vô phong nói mới 6 giờ các bác sĩ kiểm tra phòng thường vào lúc hơn 8 giờ. Ồ, vậy em sẽ giúp anh đi lấy một ít nước nóng. Lâm Thư âm thoạt nhìn trông giống như một người phụ nữ hiền lành và đức hạnh. Đừng vội như vậy, Diệp vô phong lắc nhẹ tay, nhưng cô vẫn nói không, mang theo bình nước nóng, đi ra ngoài. Đây là một khu riêng do Dương Trấn Hoa đặc biệt sắp xếp, và chỉ có một bệnh nhân là Diệp vô phong ở khu này. Đột nhiên, cửa phòng bị bên ngoài mở ra, Diệp vô phong trong lòng chấn động, đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cửa. Diệp vô phong, một ông lão chống gậy nhưng bước đi rất nhanh nhẹn, bước vào gọi tên Diệp vô phong. Diệp vô phong chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đột nhiên sôi trào, đây là một cao thủ bậc nhất. Bác Thoái Vương, Diệp vô phong nhìn chằm chằm vào đàm thuận. Cây gậy trong tay đàm thuận là một cây gậy bằng gỗ sẫm màu, không nhìn thấy chất liệu nhưng rõ ràng là rất chắc chắn. Đàm Thuận nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong bằng ánh mắt lạnh lùng giống như thế, cậu bé ngoan, sao dám phái người đến nhà Âu Dương hoạt động khủng bố như vậy, gây ra vô số người chết và bị thương. Cậu quả là một tên xấu xa, hôm nay tôi thật muốn thay trời giết chết tên ma vương như cậu. Ông ta chống gậy, đứng cách giường bệnh của Diệp Vô Phong ba thước, nhưng khí thế của ông ta đã chặn hết đường lui của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói, tôi không biết người chịu trách nhiệm cho vết thương của tôi là ai nhỉ? Ông Đàm người ngay thẳng không làm chuyện mở ám. Tuy rằng ông đã đến bệnh viện, nhưng khắp nơi đều có giám sát. Tôi khó có thể tưởng tượng được ông có thể có tài giết tôi ở đây. Diệp vô phong cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa, tôi cho dù chỉ bị thương nhẹ, đàm thuận ông lại muốn giết tôi, tôi sợ rằng không có khả năng chút nào. Còn có thể gây thiệt hại lớn ở chỗ này. Đến lúc đó, cảnh sát chắc chắn sẽ đến, chăm sóc, ông đàm đây. Cảm giác không có nhà để về có lẽ sẽ rất hỗn loạn nhỉ hừ cậu còn ở trước mặt tôi mà giả bộ bình tĩnh có tin hay không chỉ với một gậy cậu chắc chắn chết đàm thuận chậm rãi nhấc cây gậy lên tiện đà tiếp tục giơ lên diệp vô phong vẫn đang ngồi trên giường bệnh nhưng anh đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bịch 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 dồn dập tiếng bước chân vang đến trái tim diệp vô phong đột nhiên thắt lại lâm thư âm em không thể quay lại lúc này được ai ngờ đàm thuận bắc thoái vương đột nhiên thu lại hết chiêu thức Thằng thường nói, 10 giờ tối nay ở đỉnh núi phía bắc tôi chờ cậu. Nếu cậu không đi, cô ta nhất định sẽ chết. Cô ta, trong miệng Đàm Thuận rõ ràng là Lâm Thư Âm. Lúc này, Lâm Thư Âm mang theo một cái phích nước đi vào, cô hoàn toàn không có chút phòng bị mà nhìn Đàm Thuận, "Hả? Ông tới đây thăm Diệp Vô Phong sao? Mời ông ngồi đi." Đàm Thuận liếc nhìn Diệp Vô Phong, "Ha ha, tôi đã đến thăm rồi, tôi có việc nên phải đi trước đây." đàm thuận khẽ bước đi rồi lập tức biến mất ông lão này thật kỳ quái tại sao lại rời đi không một tiếng động vậy lâm thư âm rót một chén nước nóng cho diệp vô phong lúc nữa nguội thì uống đừng có vội ừ diệp vô phong đồng ý mà không trả lời câu hỏi trước đó của cô lâm thư âm nói tiếp ông lão kỳ lạ này đến thăm bệnh nhân cũng không có biếu quả sao ha ha món quà ông ấy đem theo cũng khá đắt rồi diệp vô phong cười khẽ anh không muốn Lâm Thư Âm lại lo lắng cho mình. chương 444, mát lắm phải không? Hả, quà gì đây, Lâm Thư Âm bối rối. Diệp vô phong cười nói, lời hỏi thăm của ông ta đã là món quà quý giá nhất rồi. Ừm, nói cũng phải, rốt cuộc ông ta là ai? Lâm Thư Âm tiếp tục truy hỏi. Diệp vô phong lắc đầu, một người đã lớn tuổi. Đừng nói nữa, chúng ta chuẩn bị ăn sáng thôi. Được, Lâm Thư Âm không hỏi thêm gì nữa bác sĩ kiểm tra phòng rồi nói với diệp vô phong đi đổi thuốc lâm thư âm liền cùng anh đến phòng thuốc lúc bác sĩ mở băng thì rất ngạc nhiên diệp vô phong cậu bị thương mấy hôm rồi diệp vô phong nói mới hôm qua thật vậy sao khó tin thật tốc độ phục hồi của cậu cũng nhanh quá rồi đấy bây giờ có thể cắt chỉ ra viện rồi bác sĩ ngạc nhiên bây giờ có thể cắt chỉ rồi sao lâm thư âm cũng không tin bác sĩ ông có thể đừng đùa nữa được không Bác sĩ lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người bị thương mà có thể phục hồi nhanh như vậy. Được rồi, tôi giúp cô xem lại các thủ tục, cô đi thanh toán viện phí trước rồi quay lại cắt chỉ, sau đó làm thủ tục xuất viện đi. Xuất viện, cũng nhanh quá rồi, Lâm Thư Âm do dự. Diệp Vô Phong dùng ánh mắt khích lệ cô, đi đi. Nhìn thấy bác sĩ trực tiếp cắt chỉ và làm thủ tục xuất viện, Lâm Thư Âm cảm thấy mình vẫn đang mơ. Thậm chí cô nghi ngờ có phải là Diệp Vô Phong đã thông đồng với bác sĩ, nhưng lại không giống. Trở lại tổng bộ công ty Hoa Cường, Diệp Vô Phong gạt tất cả mọi người qua một bên, tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu tu luyện tính phục hồi. Trước sự đe dọa của Đàm Thuận, Diệp Vô Phong cũng không dám lơ là. Bởi vì, cho dù là Diệp Vô Phong có thể chống đối với Đàm Thuận, cũng không thể ngày ngày 24 tiếng đồng hồ ở bên cạnh Lâm Thư Âm. Cho nên nếu như Đàm Thuận thực sự muốn ra tay giết Lâm Thư Âm, thì ngay cả Diệp Vô Phong cũng không thể ngăn cản được. Cho nên, anh cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy, cuộc hẹn tối nay nhất định phải đến đúng giờ, cho dù đó là nơi nguy hiểm cỡ nào, Diệp Vô Phong cũng không thể từ bỏ. Anh biết Đàm Thuận là một cao thủ giỏi, cho dù là Đường Trảm hay là Bạch Nhạn Phi, Dương Chấn Hoa mang theo những người khác đến thì cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của chính mình. Anh giấu tin tức này không nói thêm cho ai khác. Còn bác Thoái Vương đàm thuận, sau hẹn đấu với Diệp Vô Phong, vì để bảo vệ thanh danh của bản thân nên cũng không nói với người khác. Ông ta giống như Diệp Vô Phong, sau khi quay lại nhà Âu Dương, ông ta đã đóng cửa phòng mình tu luyện, chuẩn bị đánh bại Diệp Vô Phong. Điều mà ông ta không biết là Âu Dương tất tùng, bóng ma đang trốn trong nhà của Âu Dương đã sai người đến để mắt ông ta. Bác Thoái Vương đàm thuận đột một rời khỏi nhà Âu Dương, Điều này đã thu hút sự chú ý của Âu Dương Tất Tùng, ông ta đột nhiên quay lại khiến Âu Dương Tất Tùng phái người theo dõi Ôn Ta 24 phần 24, đồng thời lập ra một kế hoạch theo dõi bằng công nghệ cao vô cùng chặt chẽ. Mỗi tối, cứ đến hơn 8 giờ thì Đàm Thuận mới đi ra khỏi phòng, đi bộ tiến về phía trên núi. "Ông Đàm, ông định đi đâu vậy?" Đúng lúc Âu Dương Tất Tùng xuất hiện trước mặt ông ta, cười hỏi. "Tất Tùng đó sao, tôi chỉ đi ra ngoài dạo bộ." tiện thể luyện công, cậu đi tuần à. Đàm thuận nhìn đám lính thủy lục chiến ngạo mạn bên cạnh Âu Dương Tất Tùng, còn có vài tên cao thủ mới trong đám đó. Âu Dương Tất Tùng gật đầu, ừ, ông Đàm, gần đây không được yên bình cho lắm, tôi khuyên ông không nên đi quá xa. Ha ha, Tất Tùng, cảm ơn cậu đã quan tâm, trên đời này, người có thể đe dọa người của tôi vẫn còn chưa ra đời. Bác Thoái Vương Đàm Thuận, cười đầy thách thức. Ồ, quần áo của ông thật đặc biệt chẳng lẽ là chất liệu đặc biệt gì sao? Âu Dương Tất Tùng duỗi tay ra, sờ quần áo của Đàm Thuận, sau đó lại đứng ra phía sau sờ tiếp. Đàm Thuận lắc đầu, chỉ là quần áo bình thường, cũng không có gì đặc biệt. "Ồ, vậy có lẽ tôi nhìn nhầm rồi." Âu Dương Tất Tùng bỏ tay ra khỏi quần áo của Đàm Thuận, "Ông Đàm, tôi biết ông là cao thủ, nhưng cũng nên đề phòng kẻ thù tập kích bất ngờ. Người của Diệp Vô Phong, còn có người của Hồ Quý, vẫn luôn canh chừng chúng ta." Đàm Thuận cười lớn, yên tâm đi, nếu gặp chúng ta, vừa hay giúp tôi khởi động một chút. Âu Dương Tất Thùng cũng cười theo, đúng là ông Đàm vẫn giữ được khí phách năm ấy. Nhìn Đàm Thuận đã đi xa, Âu Dương Tất Thùng lập tức ra lệnh, dẫn theo mọi người, nâng cao máy bay không người lái, đuổi theo ông Đàm. Mặc dù biết rõ Đàm Thuận sẽ không phản bội Âu Dương Lôi, nhưng mà anh ta cảm thấy sau thái độ và hành động bí hiểm của Đàm Thuận, nghĩ nhất định phải làm cho rõ ràng. Lúc máy bay không người lái bay đến độ cao nhất định, từ đoạn video quay lại chiếc máy bay không người lái thì có thể nhìn thấy một điểm nổi bật rõ ràng. Ông Đàm đi về phía Bắc Sơn, Bắc Sơn cách xa nhà Âu Dương ít nhất cũng phải mười mấy km. Thảo nào chỉ tập luyện một lúc, tiết trời hôm nay lạnh cóng. Âu Dương Tất Tùng vừa lái xe đuổi theo, vừa nghi ngờ. Hóa ra, anh ta nhân cơ hội tiếp xúc với Đàm Thuận, bôi lên quần áo Đàm Thuận một loại huỳnh quang mà mắt thường khó nhìn thấy được. Dùng camera máy ảnh thì mới có thể nhìn rõ được. Mặc dù Đàm Thuận là cao thủ đỉnh cao, nhưng trong mắt ông ta cũng không có cách nào đột phá được giới hạn của nhân loại, đương nhiên ông ta cũng không nghĩ đến việc Âu Dương Tất Thùng lại sử dụng loại khoa học công nghệ cao này đối với ông ta. Cảnh sát đã thiết lập nhiều phương tiện theo dõi xung quanh nhà của Âu Dương, thậm chí còn dùng cả vệ tinh. Vì vậy, nhất cử nhất động của những người này cũng nằm trong tầm giám sát của cảnh sát, tuy nhiên cảnh sát lại không biết danh tính cụ thể của những người này. Có ai đi Bắc Sơn không? Bốn chiếc xe, Bạch Tinh Đồng nhận báo cáo, cảm thấy tình hình rất đặc biệt, tìm cách điều tra tình hình của Bắc Sơn. Mọi đồng nghiệp của Bắc Sơn, nhất định phải chú ý đến đội xe này. Mệnh lệnh của Bạch Tinh Đồng rất nhanh đã được thi hành, bên phía Bắc Sơn, quả nhiên có cảnh sát ở lại đó, nhận được lệnh của nội bộ bên trong, bọn họ lập tức báo lên bên trên, báo cáo, tôi là XXX, ở Bắc Sơn, xin lãnh đạo ra lệnh chú ý 4 chiếc xe đang chuyển động của đội xe. Mục đích ở Bắc Sơn của vài người cảnh sát không giống nhau, nhưng sau khi nhận lệnh từ cấp trên thì đều lập tức tham chiến, hóa trang thành các nhân vật khác nhau, có người thì lái xe máy, có người thì dựa vào xe của bản thân đợi đội xe đó đến. Đội xe của Âu Dương Tất Tùng rất nhanh đã tới, nhưng cảnh sát lại không chú ý, trước khi đội xe đến, một làn gió nhẹ lướt qua người của Bắc Vương Đàm Thuận. Đàm Thuận quả nhiên là cao thủ cao cấp của cấp chiến thần, vào đêm muộn như vậy, đi ngang qua người thường người thường rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của ông ta những người như âu dương tất tùng đều là những chiến sĩ có kinh nghiệm dày dặn do đó phát hiện phía trước có vật cản lúc không có cách nào cho xe lên núi âu dương tất tùng liền lệnh cho mọi người xuống xe đi bộ lên núi lúc đi qua một vị cảnh sát mặc thường phục thi hành nhiệm vụ âu dương tất tùng cười và tiến về phía trước trời ơi vì anh em này đêm muộn mà còn ở đây mát lắm phải không Tạm tạm, người cảnh sát mặc thường phục ngồi lên xe máy, không nghĩ ra lời nào để trả lời đối phương nên chỉ có thể trả lời ngượng ngạo. Cậu muốn chuẩn bị đua xe với người khác ư? Mặc dù Âu Dương Tất Tùng ở nước nhiều năm, nhưng tiếng Đông Bắc vẫn rất tốt. Đúng vậy, bạn của tôi vẫn chưa đến, vị cảnh sát mặc thường phục thản nhiên trả lời. Đây không phải là nơi thích hợp để đua xe. Âu Dương Tất Tùng cầm con dao trong tay lên, vị cảnh sát mặc thường phục liền cảm thấy lạnh cả người chương 445, đôi chân hôi của ông ta. Khố khắc, uy nhĩ, ở lại đây canh gác, không cho phép bất kỳ người nào lên núi. Những người khác, theo tôi lên núi. Âu Dương tất tùng đẩy thi thể của người cảnh sát kia xuống vách núi. Những cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy tình hình này, thực sự rất muốn qua đó giúp đỡ. Nhưng họ chưa kịp rút súng ra thì đã có người tiến gần đến họ, chưa kịp phản kháng thì toàn bộ đều đã bị giết cho dù là súng lục có giảm thanh thì âm thanh đặc biệt này cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ đáng tiếc là Bắc Thoái Vương, người có thể phân biệt được âm thanh này đã đi xa rồi, cách xa hàng trăm mét hoàn toàn không thể nào nghe thấy âm thanh yếu ớt này. Ông ta đang ở cách đây 300 mét, nhân viên phụ trách điều khiển máy bay không người lái, báo cáo lại cho Âu Dương Tất Tùng. Ừm, chúng ta tiếp tục theo sát, tối nay chắc chắn có chuyện. Âu Dương Tất Tùng mở tấm bản đồ điện tử của Bắc Sơn, quan sát mỗi chỗ một chút, ông ta đang tiến về hướng đỉnh núi. Chẳng lẽ ông ta bí mật hẹn hò với tình nhân ở đây? Nói không chừng cũng có khả năng đó. Tiết trời hôm nay lạnh, hẹn hò trên đỉnh núi cũng lãng mạn quá ấy chứ. Liệt ưng, chúng ta phải làm thế nào đây? Dùng máy bay không người lái giám sát vị trí của cụ, chúng ta buộc phải giữ khoảng cách với ông ta, duy trì khoảng cách ở mức tối thiểu là 200 mét, nếu không sẽ bị phát hiện. Nhưng cụ đàm là một cao thủ, những người như chúng ta, căn bản không phải là đối thủ, Âu Dương Tất Tùng căn dặn. Vâng, mọi người đều đồng thanh trả lời, Âu Dương Tất Tùng căn dặn xạ thủ, thang mỗ thâm, chỉ cần vị trí của cụ vẫn giữ nguyên, cậu lập tức tìm xạ thủ giỏi nhất, nếu như cụ có đối thủ, nhìn vào tình hình chuẩn bị nổ súng. Ok, thang mỗ thâm cầm theo một khẩu súng bắn tỉa, gật đầu đồng ý, dùng điện thoại quan sát bản đồ điện tử của Bắc Sơn, liệt ưng, tôi đã có vị trí bắn tỉa tốt nhất rồi các cậu cứ yên tâm rất tốt, thang mỗ thâm, không hổ là một trong 10 xã thứ đứng đầu trên thế giới. Lần này trông cậy cả vào cậu rồi, Âu Dương tất tùng nhìn những chiến sĩ bên cạnh mình, mục tiêu của chúng ta ở trên đỉnh núi, xuất phát. Căn cứ vào sức mạnh của hai bên, lần này Diệp vô phong lại chịu thua thiệt. Chỉ riêng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận cũng đã đủ để đối phó với Diệp Vô Song, nay có thêm tiểu đội của Âu Dương Tất Tùng, Diệp Vô Song phải làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm đây? những người như Âu Dương Tất Tùng, đặc biệt là những cao thủ mới vào, anh ta từng đưa bọn họ tới xin sự chỉ dạy của cụ đàm. Sau khi những người này chiến đấu với cụ đàm, tất cả đều bất lực lắc đầu, thậm chí bị đánh bại như thế nào, bản thân cũng không rõ nữa. Khoảng cách về với sức mạnh với cụ đàm là quá lớn. Vì vậy, những cao thủ không kiêu ngạo đã quyết định sau này sẽ sử dụng súng nhiều hơn, để bù đắp cho sức mạnh đang thiếu của bản thân. Mùa đông ở Phụng Thiên, không phải lạnh như bình thường đặc biệt là trên núi gió trên núi rít lên thổi qua da thật sự đau như dao cắt những cao thủ giống như diệp vô phong đi bộ trên những con đường núi vẫn chưa cảm nhận được sự ảnh hưởng của gió lạnh đến mình anh vẫn như ngày xưa đi nhanh như gió hành động tự do diệp vô phong đặc biệt đến sớm trước nửa tiếng chính là vì đứng trên đỉnh núi quan sát xung quanh đề phòng đối phương bao vây và tiêu diệt mình anh đi từ hướng khác lên núi suốt chặng đường không phát hiện người đi đường có lẽ con đường anh đi vốn đã rất hoang vắng. Nhìn thấy bóng dáng bác thoái vương chạy như bay từ đường Nam Sơn, Diệp Vô Phong cảm thấy, đàm thuận thực ra là một mình tới. Diệp Vô Phong âm thầm bày tỏ lòng tôn kính với ông ta, thì ra đây là vị tiền bối nổi danh khắp bốn phương trong bao năm nay. Cụ đàm, đến sớm thật đấy. Diệp Vô Phong kiêu ngạo đứng trên đỉnh núi, cười và nhìn về phía đàm thuận. Đàm thuận đã lên đến đỉnh núi, sau khi đứng vững, hơi thở đều đặn, từ đầu đến cuối không hề thở dốc. Ông ta nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, trận chiến đầu tiên của chúng sớm muộn sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề về thời gian. Tôi biết, cậu đến Phụng Thiên là đến đối phó với Âu Dương Lôi. Lập trường của chúng ta khác nhau, cho nên tôi muốn xem qua bản lĩnh của cậu, nên cũng đành tận tay giết cậu. Diệp Vô Phong nhếch miệng cười, a ah, ha ha, cụ đàm, đừng tự đánh giá quá cao bản thân mình chứ. Diệp vô phong tôi chưa bao giờ gặp được đối thủ có thể giết tôi. Đúng là kẻ kiêu ngạo, lúc Đàm Thuận chậm rãi tiến gần, không khí quanh ông ta gần như đều bị ông ta mang qua đó và ngưng tụ lại với nhau. Trong cảm giác của Diệp vô phong, Đàm Thuận dường như đã đóng băng hết không khí xung quanh và đem theo luồng không khí đó áp chế vào người ông ta. Đừng phí lời nữa, suốt chiêu đi, Đàm Thuận mang theo sức mạnh lớn, chậm rãi đứng vững, chỉ cách Diệp vô phong có 4 mét. Ha, chân phải của Đàm Thuận bỗng nhiên đưa lên cao, ngang với chán. Lòng bàn chân hướng lên trên, ra hiệu về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tiến lên một bước, từ từ ngồi xuống, rồi bỗng nhiên xoay người, nín hơi rồi nói, "Hư." Dùng lực nắm chặt tay, tấn công về phía Đàm Thuận. Một nắm đấm, tiếng gió rít lên, đây không phải là sức mạnh bình thường. "Được, cơ thể của Đàm Thuận bỗng nhiên quay 360 độ. Hai chân trên không trung, bóng của chân xuất hiện khắp bầu trời, cuối cùng là chân phải." sức mạnh của toàn thân, tập trung lại một điểm, nắm đấm hướng về phía trước mặt của Diệp Vô Phong. Âm, không khí nổ tung, cả hai liền tách khỏi nhau, mượn lực phản kích, mỗi người lùi ra xa 2 mét. Hai chân của bác Thoái Vương đàm thuận dần hạ xuống thấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Phong, được. Phó công tốt, thực ra ông ta tính sẽ lợi dụng Diệp Vô Phong. Dẫu sao thì Diệp Vô Phong cũng đang bị thương, còn Đàm Thuận lại đang ở trạng thái đỉnh cao. Diệp Vô Phong nhớn lông mày, vung tay phóng khoáng, chạm tay vào mũi trước, ây ra, cụ này, võ công của ông quả thật rất tốt, nhưng, chân ông cũng hôi thật. Ngược gió có thể hôi xa tận 10 dặm đấy. Hả, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Đàm thuận suýt chút nữa nói thêm một câu, buổi tối tôi mới rửa chân. Diệp vô phong liên tục thở dài, ây ra, cụ này, tôi không nói dối. Ông nói, sao tôi có thể đánh nhau với ông đây, chân thì hôi như vậy, đây thực sự là một loại hành hạ tốt mà tôi thực sự không muốn cùng ông đánh tiếp nữa hay là chúng ta coi như hòa nhé trong trận chiến việc đả kích kẻ thù đương nhiên là sở trường của diệp vô phong đàm thuận lại không ngờ tới diệp vô phong lại lấy việc hôi chân ra đả kích ông ta bớt phí lời đi tiếp chiêu đàm thuận tức giận bật lên cao hai chân ở trên không trung như hai con rồng bay điên cuồng đá về phía diệp vô phong mẹ kiếp diệp vô phong lùi về phía sau hai bước phát hiện Đàm Thuận có thể tiếp tục bay về phía trước trong không trung, giống như đã vượt qua giới hạn của con người vậy. Diệp vô phong chỉ còn biết thở dài đến đi, ầm um, nắm tay và chân chạm vào nhau, Diệp vô phong lùi về phía sau hai bước. Đàm Thuận lại lần nữa bị lực phản kích đẩy lùi ra hai mét, rồi đứng lên mặt đất. Đàm Thuận chắc rất kinh ngạc, ông ta đã phát huy gần hết sức mạnh. Diệp vô phong có vẻ như rất dễ dàng nắm lấy những chiêu mà Đàm Thuận đánh ra có sức mạnh rất lớn đã từng đánh bại vô số những anh hùng hào kiệt đến thách đấu. Hực, Diệp vô phong cúi người, dường như muốn nói, cụ này, chúng ta dùng nắm đấm để thi võ có được không? Đôi chân này của cụ, thật sự hôi quá. Mẹ tôi ơi, cơm tối qua của tôi đều nôn ra hết cả rồi. Cái mông, đàm thuận tức giận bừng bừng, bước một bước dài về phía trước, nhấc chân phải lên cao, bộp bộp bộp. Đá điên cuồng vào người Diệp vô phong. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 446: Giao chiến quyết liệt. Diệp Vô Phong sử dụng hai tay toàn lực chống đỡ, mỗi khi quyền cước chạm vào nhau thì Diệp Vô Phong đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Trong những tiếng đùng đùng, hai người chiến đấu vô cùng hung hiểm. Diệp Vô Phong cảm thấy, công lực của Bắc Chân Vương còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Có lẽ, là do Diệp Vô Phong bị thương nên thể lực mới kém đi. Bắc Chân Vương tấn công mạnh một trận, Diệp Vô Phong lại phòng thủ vô cùng chặt chẽ không bị đối phương phá vòng vây. Thân pháp của ông cụ cực nhanh, dường như đang chiến đấu với ai. Liệp ưng, chúng ta làm sao bây giờ? Chiến sĩ phụ trách máy bay không người lái báo cáo tình huống Âu Dương Tất Tùng. Âu Dương Tất Tùng nói, yên tâm đi, võ công của ông cụ rất cao, không có nguy hiểm, hiện tại chờ Thompson đến chỗ bắn lén. Đến lúc đó bảo Thompson giúp ông cụ một nhát. Gió! Âu Dương Tất Tùng nói, anh dùng máy bay không người lái thăm dò chung quanh một chút, Nhìn xem có tên đệ nào của Diệp Vô Phong hay không, hoặc là đội quân của Hồ Quý. Được rồi. Liệp ưng, liệp ưng, tôi đã đến chỗ bắn lén, chờ đợi mệnh lệnh. Thompson dùng máy truyền tin báo cáo với Âu Dương Tất Tùng. Được rồi, anh cẩn thận quan sát một chút, ông cụ đấu võ với ai? Chỗ Âu Dương Tất Tùng không có kính viễn vọng nhìn ban đêm, mà ở góc độ của bọn họ lại không nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể bảo Thompson hỗ trợ. Sau một hồi lâu, Thompson hết cách nói. Liệp Ưng, thân pháp của bọn họ quá nhanh, tôi không thể thấy rõ ràng mặt của anh ta. Tiếp tục xem xét, phải xem rõ ràng, đúng, anh có thể phân biệt ai là ông cụ Đàm sao? Âu Dương Tất Tùng hỏi. Thompson nói, ông cụ Đàm luôn dùng chân, điểm này rất dễ phân biệt. Liệp Ưng, anh có dặn dò gì sao? Âu Dương Tất Tùng chậm chạp nói, chờ đợi cơ hội, anh nghĩ cách đánh chết đối thủ của ông cụ Đàm. Thompson, chú ý không thể đánh vào ông cụ Đàm. Được rồi, Thompson ừ một tiếng, tiếp tục dùng ống nhắm quan sát Diệp vô phong và tình hình chiến đấu. Trong lúc quan sát, Thompson không khỏi kinh ngạc không thôi, vậy mà tên này đánh ngang hàng với ông cụ đàm, quả nhiên là một nhân vật giỏi giang. Thompson chặn đánh Diệp vô phong ở bên ngoài 500 mét, đúng thật là cần độ chính xác cao, dù chỉ có hơi chút nhầm lẫn cũng sẽ dẫn đến thất bại. Thompson một mặt nghiêm túc tính toán động tác của hai người, thời gian chuyển đổi động tác, một mặt tính toán vận tốc đạn của súng bắn tiệc, quan sát mười mấy phút, vẫn không dám bóp cò. Muốn bắn ra một phát súng chuyển xác, thực sự quá khó khăn. Chúng ta sông lên, Âu Dương tất tùng bên này, đã không chịu được, anh ta vung tay chặn lại, tám chiến sĩ, bên người di chuyển đến chỗ cách ngọn núi 200 mét. Bắc Sơn có biến, khả năng người của chúng ta đã bị bắn chết, cảnh sát phụ trách liên lạc báo cáo với Bạch Tinh Đồng. Cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tinh Đồng đã dẫn đầu cảnh sát, lao vùn vụt về phía Bắc Sơn, lúc đến gần chân núi, mới nhận được thông báo này. Anh em chúng ta ở dưới Bắc Sơn, tổng cộng có 4 người, trước đó vẫn duy trì liên lạc, 10 phút gần đây lại không nhận được bọn họ phản hồi phục, điện thoại cũng không gọi được. À, đây nhất định là đã xảy ra vấn đề lớn. Bạch Tinh Đồng hối hận không kịp, mấy người Âu Dương tất tùng này đều là người có kinh nghiệm trên chiến trường. Nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới đi cứu viện bọn họ. Gió, đám cảnh sát cầm súng sông lên, mới vừa lên bậc thang, Bạch Tinh Đồng đã bén nhạy cảm thấy được, phía trước có hai hỏng súng. Có mai phục, ẩn nấp, Bạch Tinh Đồng đẩy một cảnh sát ngã nhào xuống đất, chiêu chiêu. Đạn của đối phương bỗng bắn tới. A, à, a, à, phụt phụt hai tiếng, hai tên cảnh sát mới ngã xuống đất, hiển nhiên là chúng đạn. Chú ý ẩn nấp, hỏa lực trợ giúp, Bạch Tinh Đồng kêu to về phía sau, kéo lấy tên cảnh sát, trốn đến đằng sau một tảng đá lớn, để lại một chuỗi pháo hoa phía sau bọn họ. Cảnh sát bị bổ nhào kia, lập tức toát mồ hôi lạnh cảm ơn đội trưởng Bạch. Bạch tinh đồng vô cùng lo lắng, địa thế của nơi này quá hiểm yếu, nếu như muốn tấn công mạnh mẽ chắc chắn sẽ thương vong lớn. Nhưng mà Âu Dương Tất Tùng đã dẫn người phong tỏa Bắc Sơn, khẳng định là đang làm chuyện xấu. Sao Bạch Tinh Đồng lại có thể dễ dàng tha thứ? Cô ta lập tức kêu gọi, đại đội thiệu, mời tiếp viện hỏa lực, cần nhanh chóng tấn công lên đỉnh núi. Thiệu Liên Thành nói, "Đã rõ, chiến sĩ đặc công của chúng ta đã tới, xin tránh ra con đường để đặc công của chúng ta xông lên đường núi." "Vâng, tất cả hình sự viên của đội cảnh sát, tránh ra con đường để các đồng chí đặc công lên." Bạch Tinh đồng hối hận không thôi, bởi vì chủ quan mà đã đánh mất hai người. Chiến sĩ đặc công đã chuẩn bị võ trang đầy đủ, hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng đi qua phong tỏa hỏa lực, phải ép đối phương không ngẩng đầu được lên, nổ súng, thiệu liên thành giận dữ hết, đồng thời, súng tiểu liên trong tay anh ta, cũng điên cuồng bắn phá lên đường núi. Chiếu chiếu chiếu, đạn bắn như mưa, súng tiểu liên trong tay sáu tên đặc công bên người thiệu liên thành, đều đang phun ra ngọn lửa chói mắt. Đồng thời, bọn họ lấy tinh thần không biết sợ, vừa tấn công từ xa, vừa leo lên núi. Đùng đùng đùng, chiếu chiếu chiếu, hai bên đường núi, bị bắn đến mảnh đá bay tán loạn, đoán chừng dù có kẻ địch ở đây, cũng không thể nhô đầu ra bắn. Đội quân thứ hai, tiếp tục, Thiệu Liên Thành hét lớn một tiếng, thân ảnh mấy người bọn họ vừa rút lui sau khi thì đặc công phía sau lập tức bắt đầu tấn công từ xa. Đổi đạn kẹp, Thiệu Liên Thành kêu to, bảy người bọn họ gần như là cùng soạt một tiếng, dỡ băng đạn xuống, đổi lại băng đạn mới. Lên, xử lý bọn họ, Thiệu Liên Thành gầm thét. Hai người khố khắc vào yêu, đột nhiên vung ra hai viên lựu đạn, chúng mày hãy ăn một cái bánh bao lớn của chúng tao đi. Ha ha, bùm, bùm, hai viên lựu đạn nổ tung, lập tức làm người đội viên đặc công bị bắn ra xa, nhưng chiến sĩ đặc phía sau công, vẫn điên cuồng tấn công từ xa về chỗ của khố khắc và Will. Thiệu liên thành đỏ mắt, súng máy đâu, đưa tôi, mẹ những thằng chán sống này. Liệp ưng liệp ưng, tôi là khố khắc, hỏa lực của bên kia quá mạnh, chúng ta yêu cầu rút lui. Sau khi Âu Dương Tất Tùng nghe thấy thì hét vào máy bộ đàm, "Tất cả mọi người, chuẩn bị rút lui. Có điều, chúng ta phải từ xuống núi từ phía khác của đỉnh núi." Phân tán rút lui, "Thompson, anh vẫn phải nghĩ cách đối phó với đối thủ của ông cụ." Tất cả mọi người đều đồng ý. Nhất là Thompson, càng hiểu rõ tình huống giao chiến ở bên này hơn, "Liệp Ưng, đối phương có chiến sĩ võ trang đầy đủ. Làm ơn phải nhanh chóng rút lui." Liệp Ưng hiểu. Âu Dương Tất Tùng ừ một tiếng, nhanh, leo núi. Đương nhiên Diệp Vô Phong và Đàm Thuận đang giao chiến mãnh liệt, cũng nghe thấy tiếng súng kịch liệt dưới núi. Hai người bỗng nhiên tự tách ra, khoảng cách 5 mét. Tình huống như thế nào? Diệp Vô Phong nghi ngờ nhìn Đàm Thuận, ông còn mang tay súng. Đàm Thuận cũng nhíu mày, nghi ngờ lắc đầu, không có. Vào lúc ông ta vừa mới nói xong, đột nhiên Diệp Vô Phong cảm giác một cỗ nguy hiểm to lớn phủ kín mình. Không được, Diệp vô phong thầm kêu một tiếng, bỗng nhiên lắc người một cái. Thân ảnh của anh hơi thay đổi liền lướt ngang 2 mét. Anh, đàm thuận tưởng là Diệp vô phong muốn công kích mình, lúc vội vàng bày xong tư thế, lại nghe thấy một tiếng chiếu, một viên đạn của súng ngắm bỗng bắn xuống trước mặt ông ta. chương 447, mất hết cái mặt già. Đạn của súng ngắm khi nổ còn lớn hơn đạn bình thường. A, à, đàm thuận đột nhiên người nhẹ nhàng lui lại, diệp vô phong đừng đi phân thắng bại rồi nói tiếp dường như đàm thuận vẫn chưa nhận rõ tình thế anh mang nhiều tay súng như vậy làm gì diệp vô phong hừ một tiếng một người tôi cũng không mang đàm thuận cái lão bang tử nhà ông khẳng định là tay súng do ông mang tới lập tức diệp vô phong muốn đi đến chỗ vang lên tiếng súng dừng lại lúc giọng của âu dương tất tùng vang lên thì anh ta đã mang người đến gần đỉnh núi bỗng nhiên thân ảnh diệp vô phong hơi thay đổi quay người chạy như bay về một đường khác của đường núi. Bởi vì trước đó đã xác minh địa hình nên tốc độ của Diệp vô phong cực nhanh, chỉ thoáng qua đã không còn bóng dáng. Âu Dương Tất Tùng, sao anh lại tới đây? Đàm Thuận giận dữ nhìn mấy người. Âu Dương Tất Tùng không để ý ông ta, mà đuổi theo hướng của Diệp vô phong, chiếu chiếu chiếu. Súng tiểu liên trong tay của anh ta và đồng bạn điên cuồng bắn về phía Diệp vô phong chạy trốn. Đừng nổ súng, vớ vẩn, đây là luận võ giang hồ, sao lại có thể như thế? Đàm thuận hét to, dường như là cố ý muốn cho Diệp vô phong nghe thấy. Đuổi, Âu Dương tất tùng phi thân đuổi theo xuống dưới núi, các đồng bạn của anh ta cũng chạy theo, thỉnh thoảng bắn mấy viên đạn xuống. Cuối cùng khố khắc và Will cũng đuổi tới rồi chạy theo. Trước khi Will đi, còn vẫy tay với đàm thuận, ông cụ, đi thôi, đừng ngẩn ngơ. Đàm thuận hết cách nhìn thoáng qua phía bên kia, thấy đám cảnh sát đã đuổi tới, ông ta cũng lách mình rời đi. Đại đội trưởng đặc công Thiệu Liên Thành và phó đại đội trưởng cảnh sát hình sự Bạch Tinh Đồng, lúc dẫn theo cảnh sát sông lên đỉnh núi thì nơi này đã không còn một ai, nhìn sang một đường núi khác vẫn còn nhìn thấy có người đang vừa chạy xuống vừa nổ súng. Đuổi, Thiệu Liên Thành không cam tâm, vừa ra mệnh lệnh thì anh ta đã dẫn đầu phi thân đuổi theo. Diệp vô phong không chỉ có năng lực chiến đấu siêu cường, mà bản lĩnh chạy trốn cũng rất giỏi. Bởi vậy, Mặc dù bọn người Âu Dương Tất Tùng cầm súng, mà đều là chuyên gia chiến đấu, nhưng vẫn chưa có sở đến góc áo của Diệp Vô Phong. Bọn họ không tìm thấy người, chỉ có thể xuống núi bằng đường khác, để mấy người lái xe đến tiếp ứng bọn họ rồi cấp tốc rời đi. Sau khi Đàm Thuận trở lại nhà họ Âu Dương thì lo lắng, cố ý chờ Âu Dương Tất Tùng ở phòng khách của Âu Dương Lôi. Âu Dương Lôi liên tục nói xin lỗi Đàm Thuận, ông cụ, ông đừng chấp nhặt với Tất Tùng người tuổi trẻ bây giờ chỉ vì cái trước mắt mà hận không thể dùng một viên đạn bắn chết đối phương. Đàm thuận buồn bực không nói lời nào, thật lâu sau mới nói, anh gọi anh ta đến cho tôi. Được, ông cụ, tuyệt đối ông đừng tức giận, tức sẽ hại thân thể. Âu Dương lôi cười an ủi. Âu Dương tất tùng một thân vũ trang còn chưa thay đã ngang nhiên đi tới phòng khách của Âu Dương lôi, bố, bố gọi con đến là có chuyện gì sao? hai người khố khắc và yêu đều tùy ý đi ở cạnh bên người Âu Dương Tất Tùng, nhìn qua Đàm Thuận, cảm thấy vị siêu cấp cao thủ này rất thú vị. Đàm Thuận tức giận chừng mắt nhìn Âu Dương Tất Tùng, anh mang tay súng, cố ý theo dõi tôi, vì sao không nói cho tôi. Âu Dương Tất Tùng cười ha ha một câu, ông Đàm, không phải là tôi lo lắng cho ngài sao? Làm sao, ngược lại làm ngài tức giận sao? Tôi ở đây xin lỗi ngài, ông muốn đánh tôi cũng tốt, mắng tôi cũng được, âu dương tất tùng tôi tuyệt đối không dám đánh trả âu dương tất tùng nói dứt lời thì đưa mặt về phía đàm thuận anh đàm thuận tức giận nâng tay phải lên lúc chuẩn bị tát xuống thì nhìn thấy âu dương tất tùng nhắm mắt lại mà không có ý tránh né nào đàm thuận ngược lại không xuống tay được chỉ có thể thở dài một hơi đặt mông ngồi trên ghế tất tùng tôi luận võ công bằng với diệp vô phong anh nháo như thế làm cái mặt già này của tôi mất hết rồi âu dương tất tùng mỉm cười nói ông cụ đêm nay không thể giết diệp vô phong mới cảm thấy mất mặt được rồi được rồi tôi đi đàm thuận xoay người rời đi lúc chỉ còn lại hai cha con âu dương tất tùng đắc y nháy mắt mấy cái với âu dương lôi bố suy nghĩ của ông đàm vẫn cứng nhắc như vậy âu dương lôi gật đầu đúng vậy có điều một thân công phu của ông cụ này thật sự rất lợi hại tất tùng sau này con phải tôn kính ông ta nhiều hơn nhưng dù thế nào cũng không thể chọc giận âu dương tất tùng gật đầu bố yên tâm ông đàm đã nhìn con lớn lên từ nhỏ khẳng định ông không nỡ đánh con ha ha âu dương lôi nguyết anh ta một cái nhãi con lúc này máy bộ đàm của âu dương tất tùng vang lên anh ta vội vàng ấn nút nghe liệp ưng liệp ưng theo tin tức đáng tin khả năng sáng sớm mai hổ quý dẫn người đến tập kích nhà họ âu dương cái gì âu dương tất tùng lập tức nhảy lên được tôi đến ngay mọi người nghiên cứu chiến thuật một chút tắt máy máy bộ đàm, Âu Dương Tất Tùng nói với Âu Dương Lôi, bố, khả năng đêm nay hổ quý đến tập kích chúng ta, bố cứ trốn trước, con và các anh em nghênh chiến là được rồi. Vẻ mặt của Âu Dương Lôi thay đổi một chút nói, ừm, có điều, con cũng phải thông báo cho ông cụ, vào lúc mấu chốt, ông cũng có thể sẽ giúp được gì đó. Được rồi, bố yên tâm, con sẽ không để cho ông đàm rảnh rỗi. Hai cha con nhìn nhau một cái, đều là dáng vẻ vừa mới ăn trộm gà trồn, rất rõ ràng, hai cha con này đã lợi dụng đàm thuận cả một đời, tính tình thẳng thắn của đàm thuận vẫn trung thành tuyệt đối. Đoạn thời gian gần đây, Âu Dương Lôi đã xảy ra nhiều chuyện. Toàn bộ giang trong hồ tỉnh Liêu Đông cũng đưa tới gợn sóng tương đối lớn. Những con cú của thành phố đều nắm bắt tin tức rất nhanh, biết Âu Dương Lôi đấu thầu đường cao tốc thất bại, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Âu Dương Lôi sắp đổ rồi sao. Sau khi Âu Dương Lôi trả thù ủy ban đấu thầu, người trong giang hồ cũng đều hiểu rõ đây là biểu hiện tức đến nổ phổi. Chẳng lẽ Âu Dương lôi đại danh đỉnh đỉnh, từ nay về sau sẽ đã mất đi phong thái của ngày xưa sao? Cho đến bây giờ, những con cú của thành phố cũng đều biết, Phụng Thiên xuất hiện cái tên Diệp Vô Phong, chuyên môn tới đối phó Âu Dương Lôi, cũng đã gần nửa tháng mà Âu Dương Lôi vẫn chưa xử lý được Diệp Vô Phong. Mặt khác, tin tức ngầm trên giang hồ cũng đang lưu truyền, vậy mà Hồ Quý Tam Giác vàng dẫn người đi tới Phụng Thiên, muốn báo thù cho anh trai Hồ Trọng, mà bây giờ mục tiêu báo thù trực chỉ Âu Dương Lôi. Kim bài đã thủ tần trí dũng bên người Âu Dương Lôi cũng bị cảnh sát bắt được, sau khi bị cướp ngục. Tất cả những thứ này, ở trong lòng những người giang hồ này, đều xuất hiện một câu Âu Dương Lôi sắp xuống dốc. Tất cả mọi người là người biết chuyện Âu Dương Lôi sắp xuống dốc nên tránh được thì tránh, không nên dính vào là được. Nhưng vẫn có người nhận ra Hồ Quý Tiến về nhà họ Âu Dương, người báo tin cho nhà họ Âu Dương, cho nên người của Âu Dương Tất Tùng mới có được tin tức này. Đêm nay hồ quý thật sẽ đến không? Âu Dương Tất Tùng chuẩn bị cách chiến đấu xong thì đứng đợi con cá hồ quý cắn câu ở nơi canh gác đối diện con đường đến nhà họ Âu Dương. Nhà họ Âu Dương lại có động tính khác thường. Bạch Tinh Đồng rất nhanh đã nhận được tin tức, bởi vì cảnh sát giám thị chung quanh nhà họ Âu Dương cũng có hơn mười mấy người, lại thêm nhiều cơ sở ngầm nên có vô số kể. chương 448 sẽ rất đau lòng đến cùng là tình huống thế nào rồi hồi báo kỹ một chút tinh thần bạch tinh đồng tỉnh táo trước đó không có chút thu hoạch nào nên đành phải rút lui cô ta còn không cam tâm sau khi nghe xong báo cáo kỹ càng bạch tinh đồng suy tư hỏi anh có thể xác định có người muốn tập kích nhà họ âu dương sao đội trưởng bạch tôi thấy nhà họ âu dương bày ra tư thế chiến đấu này khẳng định là có người muốn đến đây đánh nhà họ âu dương vậy thì tốt tôi lập tức thông báo cho đặc công bên kia Tùy thời chờ lệnh. Bạch Tinh Đồng lập tức liên hệ Thiệu Liên Thành, nói tình huống mới cho anh ta, Thiệu Liên Thành đồng ý ngay lập tức, được. Đội trưởng Bạch yên tâm, chiến sĩ của chúng ta, tùy thời chờ lệnh của cô. Bạch Tinh Đồng chợt nhớ tới, a, à, thật ra chúng ta còn có thể triệu tập quân đội đặc chiến nha. Còn có một tên cao thủ siêu cấp Diệp Vô Phong. Thiệu Liên Thành vui vẻ nói, đúng, mọi người sóng vai chiến đấu. Bạch Tinh Đồng và Thiệu Liên Thành không biết Trước đó ở đỉnh Bắc Sơn, cùng người chiến đấu với Đàm Thuận lại là Diệp Vô Phong. "Cái gì?" cô nói là, "Khẳng định đêm nay có người muốn tập kích nhà họ Âu Dương sao?" Diệp Vô Phong tiếp điện thoại của Bạch Tinh Đồng, trầm ngâm một chút nói, "Số lớn đặc công và bộ đội chiến sĩ đều đã chạy tới rồi sao?" Bạch Tinh Đồng gật đầu, "Bọn họ đang bắt đầu đi về nhà họ Âu Dương." "Ha ha, vậy tôi cũng không cần đi. Thật ra Diệp Vô Phong còn chưa trở lại phân bộ công ty Hoa Cường." đang ở trên nửa đường nhận điện thoại của Bạch Tinh Đồng. Anh có ý gì, chẳng lẽ anh không lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Mặc dù lời Bạch Tinh Đồng rất mạnh mẽ, nhưng trong giọng nói, khó tránh khỏi có chút nũng nịu. Diệp vô phong nói, yên tâm đi, đại đội các cô một ngựa vừa đi, khẳng định đều không có nguy hiểm gì. Ý anh là, Bạch Tinh Đồng suy đoán trong lòng. Diệp vô phong nói, đại bộ đội của các cô vừa mới qua đó, khẳng định sẽ bị kẻ tập kích phát giác nếu như cô là kẻ tập kích sẽ còn tiếp tục não tàn khai chiến sao tôi anh nói cũng đúng bạch tinh đồng khó xử muốn tấn công quy mô lớn dường như là không có cách nào bảo các chiến sĩ ẩn nấp toàn bộ thế nhưng mà nếu chỉ dùng một đội chiến sĩ thì bạch tinh đồng có thể yên tâm sao có thể diệt hết kẻ địch sao vậy làm sao bây giờ bạch tinh đồng bắt đầu hỏi ý kiến của diệp vô phong diệp vô phong nói nếu thật sự có người tập kích nhà họ âu dương đây chẳng phải là hy vọng của cô sao. Âu Dương lôi khẽ khuấy, Phụng Thiên Thái Bình, sau đó, cô ngồi làm ngựa ông đắc lợi, thuận tiện lập công, nhận cái thưởng. Đúng, cứ để Âu Dương tất tùng khai chiến với kẻ tập kích kia là được, tốt nhất cô đừng dính vào. Ây, thật đúng là Bạch Tinh Đồng chưa từng nghĩ như vậy. Diệp Vô Phong tiếp tục nói, cho dù muốn phái người đi, tôi cảm thấy, đặc công và đại đội đặc chiến, mỗi tổ chức phái đi hai ba người chiến sĩ tinh anh là được rồi. Đợi đến lúc hai bên chưa thắng chưa thua thì đi lên quét dọn chiến trường một chút. Hiểu chưa? Bạch Tinh Đồng cảm thấy có lý nên gọi cho Thiệu Liên Thành và Thân Đại Tráng, nói ra ý của Diệp Vô Phong, hai người đều là người biết chuyện, lập tức quyết định, tạm thời đại bộ đội trên ẩn nấp nửa đường, bọn họ chỉ mang theo hai người đội viên đặc chiến tinh anh, tiến về chung quanh nhà họ Âu Dương, trước cứ ẩn núp rồi tùy thời mà động. Hơn 11 rưỡi đêm, Diệp Vô Phong trở lại sảnh phân bộ Hoa Cường. Trùng hợp gặp gỡ Bạch Nhạn Phỉ, Diệp Vô Phong muốn nghiêng đầu đi, ra vẻ không thấy. Nhưng Bạch Nhạn Phỉ đã sớm trông thấy anh, Diệp Vô Phong, giám đốc Diệp, sao bây giờ anh mới trở về? Nói chuyện, cô ấy đã đến bên người Diệp Vô Phong a. À, sao trên người anh lại bẩn thế, còn có vết máu, anh lại bị thương rồi. Bà cô của tôi, bỗng nhiên Diệp Vô Phong đưa tay bưng kín bờ môi Bạch Nhạn Phỉ, cô hét cái gì? Đừng nói lung tung có được hay không? Đôi mắt to của Bạch Nhạn Phỉ đảo nhanh như chớp, không nói tiếp, lại dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Vô Phong, "Buông tôi." Diệp Vô Phong vội vàng buông lỏng tay ra, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay dính dính, hiển nhiên là dính nước bọt của Bạch Nhạn Phỉ. Diệp Vô Phong hạ giọng nói, "Giúp tôi thuê một phòng." Thuê phòng gì, có chuyện gì, đi phòng của tôi là được. Ngược lại Bạch Nhạn Phỉ biết tiết kiệm, cũng không muốn thuê cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong hơi chút do so dự cũng được nên đi theo bạch nhạn phỉ đến phòng của cô ấy. bạch nhạn phỉ nhìn diệp vô phong sau lưng cô ấy, còn cố ý khép cửa phòng lại. bỗng nhiên trong lòng rất gấp gáp, không phải là anh muốn cùng tôi làm cái đó hay không? dường như sâu bên trong sự lo lắng thì cô ấy còn có mấy phần vui vẻ. cô có túi cấp cứu hay không? diệp vô phong hỏi. a, à, túi cấp cứu sao? bạch nhạn phỉ đang nguyên man suy nghĩ bỗng giật mình, muốn vật kia làm gì? diệp vô phong trao mày bạch nhạn phỉ lập tức tỉnh táo lại a à, anh bị thương được chỗ này của tôi có tôi lập tức đi tìm bạch nhạn phỉ rất nhanh đã tìm thấy túi cấp cứu sau khi lấy tới diệp vô phong lại phân phó có rượu đế độ cao hay không cầm một bình tới a à, anh còn muốn uống rượu sao lời bạch nhạn phỉ vừa ra khỏi miệng đã không nhịn được muốn cho mình một bàn tay sao hôm nay mình lại náo tàn như thế chứ loại lời mê sảng này cũng hỏi ra được Cô ấy ngượng ngùng cười một tiếng, thế mà thật sự tìm được một bình rượu sái Bắc Kinh, ôm tới vặn nắp bình ra, đây. Diệp vô phong bắt đầu cởi áo, tâm trạng bạch nhạn phỉ càng lo lắng, thậm chí suýt chút nữa muốn xoay người đi chạy trốn. Rõ ràng áo của Diệp vô phong dính không ít máu tươi, lúc này bạch nhạn phỉ mới ổn định tâm trạng, vết thương sau lưng anh có mấy chỗ bị rách miệng rồi. Anh đấy, sao lại giống đứa trẻ như vậy, lại đi tìm người đánh nhau sao? diệp vô phong cười khổ không phải đánh nhau là luận võ vậy anh ngồi yên tôi giúp anh bôi vết thương một chút tình yêu thương trẻ con của bạch nhạn phỉ lập tức bộc phát cầm bình rượu sái kia đổ vào một cái chén nhỏ dùng bông y tế chấm rồi bôi lên miệng vết thương trên lưng diệp vô phong t diệp vô phong nhẹ hít một hơi lạnh tay bạch nhạn phỉ khẽ run rẩy bông y tế bỗng rất xuống đất đau lắm hả không sao cô tiếp tục diệp vô phong thấp giọng cổ vũ cô ấy Bạch nhạn phỉ nói, được rồi, anh kiên nhẫn một chút. Cô ấy tiếp tục bôi, còn muốn rời lực chú ý của Diệp vô phong, nên nói, đúng rồi, thư âm đã trở về, sao anh không bảo cô ấy giúp anh bôi. Bạch nhạn phỉ nói đến đây lại hối hận, mình nói cái gì vậy? Nếu Diệp vô phong nguyện ý qua đêm ở chỗ này của mình, mình cầu còn không được. Làm sao lại xuất hiện lời vô liêm sỉ như vậy? Tôi không muốn để cô ấy đau lòng. Diệp vô phong nghiêm túc nói. À, bạch nhạn phỉ nhất thời ngây dại vậy mà anh lai vì không muốn cô đau lòng thà rằng trốn ở phía sau liếm vết thương của mình diệp vô phong thật sự đối xử với lâm thư âm quá tốt rồi ở sâu trong lòng bạch nhạn phỉ sinh ra ghen ghét vô cùng tiếp tục bôi diệp vô phong nhắc nhở ừ bạch nhạn phỉ ừ một tiếng đột nhiên hỏi diệp vô phong anh lo lắng lâm thư âm sẽ đau lòng chẳng lẽ không lo lắng tôi sẽ đau lòng sao ừm Diệp vô phong ngẩn người, cô sẽ đau lòng sao? Đừng nói đùa. Bạch nhạn phỉ trên tay thoa cồn và thuốc cho anh, ngoài miệng lại thần bí nói, ai đùa với anh chứ? Những người không biết thương tiếc cơ thể như anh, đương nhiên tôi sẽ đau lòng, còn thật sự rất đau lòng nữa. chương 449, nói thật. Diệp vô phong giật mình, đương nhiên anh hiểu ý bạch nhạn phỉ. Nhưng ngoài miệng anh lại nói, ồ, vậy thì cảm ơn giám đốc bạch. Đột nhiên bạch nhạn phỉ cảm thấy trong lòng đau xót, Nước mắt trực trào trong hốc mắt rồi nhỏ xuống, trực tiếp rơi trên lưng Diệp Vô Phong. Trong lòng Diệp Vô Phong rung động, cô sao vậy? Không, không có việc gì, Bạch Nhạn Phỉ tranh thủ thời gian gạt đi nước mắt, có lẽ là cho bụi bay vào trong mắt. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, a, cái bụi này thật đáng ghét. Sau khi Bạch Nhạn Phỉ giúp anh bôi xong, trong lòng âm thầm cắn răng, người đáng ghét nhất là anh đó. Cô ấy chăm chú nhìn vết thương trên lưng Diệp Vô Phong, trong lòng đau nhức lại không thể biểu đạt sự đau lòng của mình bỗng nhiên nói anh muốn cứ vậy mà trở về gặp giám đốc lâm sao nhất định cô ấy sẽ trông thấy cũng sẽ đau lòng anh ôi đúng vậy diệp vô phong vỗ đầu một cái vậy đêm nay tôi ngủ phòng bọn hàn kỳ bạch nhạn phỉ khẽ nói không cần anh cứ ngủ ở chỗ này đi ồ diệp vô phong khẽ giật mình bạch nhạn phỉ vội vàng giải thích tôi đi tìm phòng ngủ là được rồi không thể nếu như thư âm phát hiện tôi ngủ trong phòng của cô chỉ sợ hết đường chối cãi diệp vô phong đứng lên lúc cầm lấy áo của mình lại phát hiện áo rất bẩn mà còn có nhiều chỗ bị rách bạch nhạn phỉ nói cứ để bộ quần áo này ở chỗ tôi đi tôi giúp anh tìm một bộ khác đi tìm ở đâu diệp vô phong buồn bực đi tìm hàn kỳ khẳng định bọn họ có quần áo bạch nhạn phỉ đi ra cửa đừng tuyệt đối đừng đi tìm đám nhãi kia nếu cô nói là tìm quần áo cho tôi, không chừng đám nhãi kia lại suy ra mấy chuyện vớ vẩn gì đâu. Diệp vô phong vội vàng ngăn cản. Vậy, tôi sẽ ra ngoài mua cho anh một bộ, bạch nhạn phỉ ra ngoài rồi tiện tay đóng lại. Sau đó dùng chìa khóa ở khóa răng rắc, cửa phòng bị cô ấy khóa từ bên ngoài. Khóe miệng cô ấy cong lên một vòng, tôi xem anh chạy thế nào. Sau khi bạch nhạn phỉ đi ra cửa phòng, xem điện thoại mới biết được, lúc này đã là 12 giờ đêm còn có cửa hàng quần áo nào sẽ bán vào giờ này chứ? Không có cách nào, Bạch Nhạn Phỉ chỉ có thể đi tìm Hàn Kỳ, lấy một bộ quần áo vệ sĩ sạch sẽ từ bọn họ, cầm ở trong tay, về tới hành lang của tầng này. Cửa phòng của Lâm Thư Âm bỗng nhiên mở ra, Lâm Thư Âm đi ra, còn đi tới đối diện Bạch Nhạn Phỉ. Trên mặt Bạch Nhạn Phỉ lập tức hiện ra nụ cười lúng túng, ôi, giám đốc Lâm. Lâm Thư Âm mỉm cười với cô ấy nói, Nhạn Phỉ, đã chế thế như vậy, Cô lại đi ra ngoài bận bịu gì thế? Sao trong tay cô còn cầm một bộ quần áo chứ? A, à, đây không phải quần áo của vệ sĩ sao? À, trong nháy mắt đầu óc của Bạch Nhạn Phỉ chuyển động nhanh, nhưng vẫn là không nghĩ ra lời giải thích, cái đó, tôi muốn mặc thử một chút. Cô muốn mặc thử sao? Cô làm cái gì vậy? Vậy được, tôi muốn tận mắt xem cô mặc thử. Lâm Thư Âm đứng ở trước cửa phòng Bạch Nhạn Phỉ, chờ cô ấy tới mở cửa. Bạch Nhạn Phỉ sắp ngất rồi. Diệp Vô Phong đang ở trần trong phòng của cô ấy, cô ấy ra ngoài tìm quần áo cho Diệp Vô Phong, nếu để cho Lâm Thư Âm đi vào phòng, Bạch Nhạn Phỉ cô ấy mới thật hết đường chối cãi. Trong nháy mắt bước chân của Bạch Nhạn Phỉ trở nên vô cùng chậm, chậm hơn cả ốc sên. Cô ấy giả vờ tìm chìa khóa của mình, sau khi tìm kiếm chìa khóa trong túi nhỏ của mình một lát, rút tay không từ túi ra rồi vỗ đầu một cái, "Ôi trời, xem trí nhớ của tôi này." tay cầm chìa khóa đi, kết quả cái chìa khóa lại để quên ở chỗ của Hàn Kỳ. Giám đốc Lâm, cô cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ mặc cho cô xem. Ánh mắt Lâm Thư Âm liếc Bạch Nhạn Phỉ từ trên xuống dưới, hừ, dù sao đêm nay cô cứ luôn luôn là lạ. Hay là tôi đi tìm chìa khóa với cô đi, trời đã trễ thế này, khẳng định cô rất sợ. A, à, không cần, không cần, tôi không sợ. Bạch Nhạn Phỉ bày ra một tư thế vô cùng man, võ công của tôi tốt như vậy, sao lại sợ hãi? Giám đốc Lâm, cô nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Nói xong cô ấy vội vàng chạy về phía thang máy, ấn mở cửa thang máy, vừa xài bước đi vào đã đóng cửa. Hàn Kỳ dẫn theo các nhân viên an ninh trực ban ở lầu 1, nhìn thấy Bạch Nhạn Phỉ lại đi từ trong thang máy bèn vội vàng cười tiến ra đón. A, à, giám đốc Bạch, tại sao cô lại trở về rồi? Không phải là không thích bộ quần áo kia chứ? Hay là, tôi lấy cho cô một bộ mới? Được rồi, bởi vì chuyện làm ăn của tôi cần hai bộ áo sơ mi vệ sĩ của các anh vừa rồi không nhớ rõ chỉ lấy một bộ bạch nhạn phỉ giải thích lung tung a à, không sao tôi lập tức giúp cô lấy thêm một bộ hoàn toàn mới thái độ của hàn kỳ rất tốt bạch nhạn phi sầu não trong chốc lát lúc này mới trở về từ thang máy a à, giám đốc lâm cô còn ở đây sao lúc bạch nhạn phỉ mở cửa thang máy thì thấy lâm thư âm đang mở một đôi mắt xinh đẹp nhìn cô ấy Sao cô lại lấy thêm một bộ vậy? Đến cùng cô đang làm gì đấy?" Lâm Thư Âm mỉm cười nhìn cô ấy. Đến tận đây, mặc dù Bạch Nhạn Phỉ muốn trốn tránh, cũng không có khả năng, cô ấy chỉ có thể không thèm nếm xỉa. "Giám đốc Lâm, thật ra bây giờ tôi chỉ có thể nói thật, có điều, cô phải nghe tôi nói xong, không thể tùy tiện hiểu lầm tôi." Thái độ của Bạch Nhạn Phỉ rất chân thành. Lâm Thư Âm mỉm cười, gật gật đầu, "Ừm, um, yên tâm đi." tôi sẽ không hiểu lầm cô cái gì vậy nên nói thật đi đêm nay sau khi giám đốc diệp ra ngoài vừa về thì trùng hợp gặp tôi tôi thấy miệng vết thương của anh ấy bị rách mà lại anh ấy đang tìm kiếm nơi bôi thuốc tôi bèn thuận tiện đưa anh ấy về phòng tôi a à, bôi xong chưa vẻ mặt của lâm thư âm rất ngây ngô đương nhiên bôi xong rồi nhưng mà anh ấy lo lắng cô sẽ đau lòng khi nhìn thấy vết thương nên muốn tìm một chỗ y nghỉ ngơi nhưng lúc anh ấy muốn đi ra tôi thấy áo của anh ấy đã bị rách. Lúc này tôi mới ra ngoài tìm vệ sĩ, muốn mượn bộ quần áo của vệ sĩ cho anh ấy. Bạch Nhạn Phỉ nói đến đây thì lộ ra dáng vẻ phó thác cho trời, giám đốc Lâm, dù sao tôi đã nói thật, nếu như cô không tin thì tôi cũng hết cách. Nói xong thì cô ấy dứt khoát cầm chìa khóa, mở ra cửa phòng của mình, sau đó đi vào, Diệp vô phong, tôi đã tìm được quần áo cho anh. À, giám đốc Lâm cũng tới. À, trong lòng Diệp Vô Phong cũng là hoảng hốt, dù sao, anh trốn ở trong phòng bạch nhạn phỉ, thật đúng là không tốt. Miệng vết thương của anh sao rồi? Sao anh lại ra ngoài đánh nhau với người ta chứ? Lâm Thư âm nhìn thấy bên trên bông vải dưới đất còn dính máu tươi, lập tức đau lòng không thôi, bước nhanh đi đến bên người Diệp Vô Phong, không hề cố kỵ xem xét vết thương phía sau Diệp Vô Phong, anh đấy, thật sự là không biết yêu quý chính mình. Ha ha, Diệp Vô Phong chỉ có thể cười ngây ngô, nháy mắt với bạch nhạn phỉ ý là cô đã giải thích với cô ấy như thế nào bạch nhạn phỉ mỉm cười lắc đầu dựng ngón tay trỏ trên môi anh đào của mình ý là đừng nói lung tung thành thật khai báo đến cùng đêm nay anh ra ngoài là đánh nhau với ai lâm thư âm tức giận nhìn diệp vô phong chẳng lẽ anh không biết thương thế của mình còn chưa khỏi vết thương sẽ dễ bị rách sao anh biết thế nhưng mà ông cụ kia tìm anh luận võ dùng mạng em để đe dọa anh, anh không thể không đi." Diệp Vô Phong cười khổ, nói ra sự thật, "Chương 450, thật xảo quyệt. Nếu đã an toàn trở về thì nói thật cũng không sao, chỉ ít sẽ không làm cho Lâm Thư Âm lo lắng." "A." À, Lâm Thư Âm lập tức nhớ tới ông cụ kia, lúc ấy cô rất chú ý, bởi vì đúng là ông cụ tóc bạc mặt hồng hào kia không hề tầm thường. Thì ra ông cụ kia dùng tính mạng của mình uy hiếp Diệp Vô Phong đi luận võ trong nháy mắt lâm thư âm hiểu ra trước đó diệp vô phong không nói cho cô biết sau khi trở về còn không muốn để cho cô nhìn thấy vết thương tất cả những thứ này đều bởi vì anh dùng toàn bộ tấm lòng để bảo vệ mình trong lòng cô tê dần tiến lên nắm chặt tay của diệp vô phong loại chuyện này anh không nên giấu em lúc cô nói lời này giọng của cô rất chưa bên trong đôi mắt đẹp óng ánh nước mắt sau đó cô nhận hai bộ quần áo vệ sĩ từ tay bạch nhạn phỉ giám đốc bạch hai bộ quần áo này là cô mượn cho anh ấy sao? Thật sự là đã làm khó cô rồi. Sau khi phủ thêm áo cho Diệp vô phong, Lâm Thư âm nói, anh cũng thế, sợ em đau lòng, anh bảo giám đốc bạch bôi vết thương giúp anh, không phải cô ấy cũng sẽ đau lòng sao? Bạch nhạn phỉ có chút xấu hổ, à, tôi cũng không chú ý. Lâm Thư âm nhìn chằm chằm cô, ý của tôi là, tất cả nhân viên của công ty Hoa Cường, nhìn thấy giám đốc Diệp thì đều sẽ đau lòng. À, đúng đúng, đó là đương nhiên, trong lúc nhất thời Bạch Nhạn Phỉ cũng không biết mình nên thừa nhận là tốt hay là không thừa nhận thì tốt hơn. Bây giờ mỗi ngày Lâm Thư Âm đều bận cho việc lớn, dĩ nhiên không phải người lề mề chậm chạp, về tới phòng ngủ, Lâm Thư Âm mềm mại nói, anh thế nào rồi? Hay là đi bệnh viện đi. Thật không cần, em yên tâm đi, Diệp Vô Phong nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, thật không có việc gì. Chỉ là đáng tiếc. Ừm, um, Lâm Thư Âm nhìn anh chăm chú, đáng tiếc cái gì? em phá vỡ chuyện của anh và bạch nhạn phỉ sao? Không phải, e hèm, em nghĩ đi đâu vậy? Anh nói là chỉ tiếc chưa phân thắng thua với bác chân vương đàm thuận thì đã bị người ta quấy rối. Diệp vô phong vội vàng nói. Ông cụ kia, chính là bác chân vương đàm thuận, có phải ông ấy còn giỏi hơn anh hay không? Lâm thư âm lo lắng nhìn Diệp vô phong, sao anh có thể tự mình quyết định chứ? Diệp vô phong an ủi hồi lâu thì lúc này Lâm thư âm mới bỏ qua cho anh rồi ôm nhau ngủ. Đáng tiếc đêm nay vào lúc Diệp Vô Phong muốn, không thành thật, Lâm Thư Âm lại kiên quyết ngăn anh lại, có điều, sau đó cũng dịu dàng đồng ý, sau khi anh khỏi hẳn sẽ tùy cho anh giải vò. Đội trưởng Thiệu, bên các anh có động tính chưa? Thân Đại Tráng đã ngồi chờ 2 giờ, toàn thân đều đã lạnh băng, thực sự không nhịn được bèn gọi cho Thiệu Liên Thành. Thiệu Liên Thành nói, bên này của tôi cũng không có động tính, chẳng lẽ đối phương đã nhận được tin tức? Hoặc là, trong chúng ta có nội gián? thân đại tráng lắc đầu, làm sao có thể. Đàn em của tôi đều là đội viên đặc chiến chính trị đã vượt qua thử thách, không thể có người thông đồng với địch. Thiệu Liên Thành nói, ừm, tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao Hồ Quý lại không tới? Thân đại tráng nói, đội trưởng Thiệu, chúng ta vẫn tiếp tục ngồi chờ đi. Trừ phi cả đêm anh ta không tới thì chúng ta sẽ thu đội. Được, cũng chỉ có như vậy, Thiệu Liên Thành cũng không có cách nào không chỉ có bọn họ, Bạch Tinh Đồng cũng nóng lòng không thôi, tên hồ quý này, không phải muốn tới tập kích nhà họ Âu Dương sao? Sao lại thất ước chứ? Chỗ của Âu Dương tất tùng, cũng vô cùng buồn bực, cao thủ mà hồ quý mời cũng đến rồi, tại sao lại bỗng nhiên thay đổi? Chẳng lẽ hồ quý lại xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng nghi ngờ của bọn họ đến khi mặt trời lên cao cũng vẫn chưa được giải đáp. Lâm Thư Âm phân công một số công việc quan trọng trên bảng hội nghị cấp cao của công ty Hoa Cường. Bạch Nhạn phỉ tổng phụ trách dự án đường cao tốc, Dương Trấn Hoa trợ giúp từ thiết kế đến thi công, dù sao đều là chuyện của cả nhóm, nhìn chung thì tương đối dễ dàng. Kế tiếp là các hạng mục xây dựng sân thể dục Phụng Thiên, có vô số việc, chỉ là đấu thầu, cần liên kết với mấy công ty lớn tiến hành kỹ thuật và thi công, bởi vậy, do Lâm Thư Âm dẫn đầu, Diệp Vô Phong giúp đỡ, Đường Trạm tiếp tục phụ trách vấn đề tiền bạc. Cảm xúc của các cổ đông công ty Hoa Cường tăng vọt, dù sao đoạt được đấu thầu đường cao tốc từ trong tay âu dương lôi có lợi thế là đoạt được thức ăn từ miệng hổ trong lịch sử mười mấy năm qua của phụng thiên vẫn chưa có người nào dám tranh với âu dương lôi bây giờ dưới sự dẫn dắt của giám đốc diệp và giám đốc lâm hoa cường đã có xu thế vượt qua âu dương lôi tiền đồ của hoa cường không thể đo được ai cũng nhìn ra điểm này đương nhiên cũng đều chân quý cơ hội làm việc tại hoa cường la hồ tự mình đến cục công an phụng thiên thảo luận tình tiết vụ án với thân đại tráng và thiệu liên thành, lạc viễn trinh, bạch tinh đồng. Hồ Quý chuẩn bị tấn công nhà họ Âu Dương, nhưng lại không xuất hiện, mọi người nghĩ là nguyên nhân gì. La Hồ gõ ngón tay lên bàn. Thân đại tráng đột nhiên đứng lên, báo cáo tư lệnh viên, tối hôm qua đội trưởng thiệu đã thảo luận với tôi, nhưng tôi cảm thấy có thể loại bỏ chuyện bên trong đội ngũ cương thiết của chúng ta có nội gian. Hồ Quý không đến, khẳng định là do xuất hiện tình huống ngoài ý muốn mấy người cùng gật đầu lạc viễn trinh nói có thể là tình huống ngoài ý muốn gì chứ tôi cũng nghĩ không thông bạch tinh đồng thở dài đúng vậy tên hồ quý này này thật đúng là xảo quyệt cô ta không nhịn được đi ra khỏi phòng họp gọi điện thoại cho diệp vô phong rồi nói rõ tình huống này diệp vô phong do dự nói cô xác định những nhân viên đặc công và đại đội đặc chiến không tham chiến của các cô đều ẩn nấp rất khá ách hẳn là đi bạch tinh đồng trần chờ một chút diệp vô phong nói trên đường hồ quý đi về nhà họ âu dương khẳng định là phát hiện tập kết đặc công hay là bộ đội đặc chiến đại đội mới có thể rút lui tại chỗ a à, chẳng lẽ thật sự như vậy bạch tinh đồng chỉ cảm thấy sáng tỏ anh có thể chắc chắn không diệp vô phong nói không thể nhưng ngoại trừ tình huống này sẽ không có tình huống khác khiến hồ quý thay đổi chủ ý anh nói đúng bạch tinh đồng không thể không thừa nhận mặc dù là diệp vô phong đoán nhưng suy đoán này thật sự rất gần với sự thật. bạch tinh đồng trở lại phòng họp nói ra suy đoán của diệp vô phong la hồ và cục trưởng lạc viễn trinh nhìn nhau một chút rồi khẽ gật đầu. lạc viễn trinh nói âu dương lôi là chủ tịch chính nghiệp tỉnh chúng ta muốn khống chế nhà họ âu dương nhất định phải có đầy đủ chứng cứ phạm tội. cho dù là muốn điều tra cũng phải được kiểm soát viện tỉnh phê chuẩn. tinh đồng liên cương các cậu vẫn phải dốc sức siêu tập chứng cứ chứng cứ phải thật chính xác tôi và tư lệnh la sẽ báo cáo trực tiếp lên tỉnh ủy bạch tinh đồng hận đến cắn răng vâng thế nhưng mà cục trưởng lạc mặc dù tên âu dương lôi là con quả của thế giới ngầm nhưng mỗi lần phạm tội đều để bọn đàn em ra tay mà chỉ có khẩu cung thì rất khó tìm được vật chứng có ích la hồ nói âu dương tất thùng đã ở trong nước dù cho anh ta có trốn kỹ cũng sẽ lộ ra đuôi cáo đại tráng anh phối hợp với cảnh sát phải tìm ra âu dương tất thùng đây mới là điều quan trọng để tiêu diệt Âu Dương Lôi. Lạc Viễn Trinh cũng gật đầu, đúng, nếu như có thể tìm Âu Dương Tất Tùng tới, bắt được đội viên hải quân nhập cảnh phi pháp bên người Âu Dương Tất Tùng, chúng ta sẽ có được chứng cơ chính xác. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 451, Nhiệm vụ bảo vệ Bạch Tinh Đồng nói, tên hồ quý này là một tay trùm buôn thuốc phiện, vậy thì càng không thể bỏ qua. Anh hai của anh ta Hồ Trọng đã chết ở Phụng Thiên, Mặc dù anh ta đến đây để báo thù, nhưng mặt khác, nhất định anh ta cũng muốn phát triển thị trường của anh ta ở Phụng Thiên này. Đúng là một tên quỷ hại người. Hình Liên Cương trả lời, hành động của Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng đều vô cùng bí mật. Hơn nữa, những người kia đều là cao thủ trong giới lính đánh thuê. Chỉ dựa vào mấy nhân viên cảnh sát bình thường như chúng ta, cho dù có tìm được dấu vết của bọn họ thì cũng rất khó truyền được tin tình báo về, bởi vì bọn họ quá đề cao cảnh giác cảnh sát bình thường như chúng ta một khi tiếp cận được với bọn họ, hậu quả rất có thể là bị giết. Nói đến đây, giọng điệu của anh ta trở nên nặng nề, trong vòng 3 ngày, các nhóm cảnh sát của chúng ta đã có 6 người tử vong, 3 người mất tích. Lạc Viễn Trinh thức giận đến mức gân xanh trên trán nảy lên, hai tên khốn kiếp này. Đúng là mấy tên giết người. Thân Đại Tráng nói, đội trưởng Thiệu, tất cả chiến sĩ của chúng ta đều lên đường tuần tra được không, có thể đóng giả thành cảnh sát giao thông hoặc thành dân thường. Thiệu Hợp Thành gật đầu, ý kiến này của đại đội trưởng thân rất tốt, tôi cảm thấy nó có thể thực hiện được. Hình Liên Cương nói, đội cảnh sát hình sự của chúng tôi cũng xin được lên đường đi tuần tra. La Hồ gật đầu, cứ làm như thế này đi, chúng ta răng ra một tấm lưới lớn, nhất định phải bắt được hai con cá to này, bắt hết toàn bộ. Lạc Viễn Trinh nói, sự hy sinh của chúng ta đã rất nhiều rồi. Vậy nên, phàm là những chiến sĩ lên đường tuần tra, ít nhất phải đảm bảo bốn người hợp thành một tổ nhỏ. Hơn nữa, vũ khí được trang bị nhất định phải là loại tốt nhất. Tuyệt đối không được coi thường. Gió, hình liên cương, bạch tinh đồng, thân đại tráng và thiệu hợp thành cùng nhau nhận lệnh. Sau đó mấy người tụm lại cùng một chỗ, nghiên cứu sắp xếp kế hoạch tác chiến, tiến hành điều tra và lục soát, nghĩ cách tìm ra nơi ẩn núp của hồ quý. Còn bên phía Âu Dương Tất Tùng bên này, người phụ trách từ bên thân đại tráng đang tiến hành do thám xung quanh nhà Âu Dương. Bởi vì đại đội đặc công và đặc chiến đột nhiên gia nhập, nên đoàn xe của cảnh sát giao thông có vẻ khẩn trương. Toàn bộ nhân lực của bọn họ đều ngồi lên xe cảnh giao thông đi khắp nơi để tuần tra. Bằng cách thức bí mật, bọn họ còn phái nhân lực sử dụng mấy chiếc xe con dân dụng tiến hành điều tra những thôn làng xung quanh, nhất là những thôn làng khuất sâu bên trong. Lạc Viễn Trinh cũng ra thông báo cho bọn họ, yêu cầu phải vô cùng chú ý đến những nhân viên khả nghi, nhưng không thể trực tiếp theo dõi đối phương. Có tình huống gì phải lập tức báo cáo cho cấp trên, để tránh thương vong cho nhân viên cảnh sát địa phương. Tấm lưỡi lớn mạnh mẽ có lực bầy đã hoàn toàn mở bung ra. Khương Tam Lãng vì chuyện làm tổn hao lực lượng mà bị Âu Dương lôi mắng nhiếc dữ dội. Khương Tam Lang ủ rũ, không dám lên tiếng giải thích. Còn bác Thoái Vương đàm thuận, từ sau khi quay về vào tối hôm qua đến giờ vẫn không chịu bước ra khỏi phòng. Hắn ta vẫn luôn suy nghĩ, các chiêu thức võ công và cảnh giới công lực của Diệp Vô Phong thật sự có thể đấu lại với mình. Cuối cùng thì người này có lai lịch như thế nào? Ba ngày sau, chuẩn bị đấu thầu sân vận động, Âu Dương lôi tạm thời dừng việc trả thù lại. Nhưng việc giết mấy thành viên trong ủy ban đấu thầu lúc trước đã gây ra chấn động cực mạnh. Ngay cả ủy ban đấu thầu sân vận động do tỉnh đặc biệt thành lập thì bây giờ những chuyên gia, người nghiên cứu và đám quan chức đều nơm nớp lo sợ. Sợ mình chọc phải sẽ bị giết. Bởi vậy, mỗi lần họp mọi người cũng không hề tích cực phát biểu. Bài học từ vết xe đổ lần trước, ai dám không coi trọng tính mạng bản thân và gia đình ra cái gì. Bây giờ ủy ban đấu thầu mới thành lập, vậy mà đã chuyển đến vị trí của quân đội Phụng Thiên. Ở đây đương nhiên có thể đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình bọn họ nhưng đấu thầu xong rồi thì tính sao? Mọi người không sợ uy hiếp từ bên ngoài, nhưng cái tên Âu Dương lôi này ra tay không giấu vết, thật sự có sức uy hiếp rất mạnh. Trong lúc họp lại một lần nữa, ngoại trừ phó chủ tịch tỉnh Giang Hải đang giữ chức chủ nhiệm lâm thời ủy ban đấu thầu, còn có La Hồ và đại đội trưởng đội đặc chiến thân đại tráng, còn xuất hiện thêm hai vị khách trẻ tuổi, một người nam một người nữ. Thân đại tráng nhận ra vị khách nam kia là Diệp Vô Phong, nhưng vị khách nữ cả người mặc quần áo quân đội, khí khá hiên ngang kia thì cậu ta thật sự là không biết. Diệp Vô Phong mặc một bộ quần áo bình thường đơn giản. Đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện cùng lúc với Du Kinh Hồng ở ủy ban đấu thầu này. Phó chủ tịch tỉnh Giang Hải làm chủ nhiệm ủy ban đấu thầu, nói lại một lượt các nguyên tắc tham gia đấu thầu, đồng thời cũng yêu cầu mọi người phải công bằng công chính, vân vân, rồi còn đưa những hồ sơ đấu thầu kia ra để mọi người thẩm duyệt ngay trong đêm. Cuối cùng, vẻ mặt của Giang Hải cũng trở nên nghiêm trọng, "Các đồng chí, tôi biết trong lòng mọi người vẫn luôn phủ một tầng lo lắng" đó chính là việc lần trước thành viên trong ủy ban đấu thầu đường cao tốc bị giết hại. Nhưng lần này, tôi đảm bảo, tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôi thay mặt ủy ban tỉnh, đồng thời thay mặt quân đội tỉnh Phụng Thiên của tư lệnh La, cam đoan với mọi người, mỗi người chúng tôi tuyệt đối an toàn. Đối mặt với các thế lực xấu, chúng ta là nhân viên quan chức và thành phần trí thức phải kiên quyết đấu tranh, tuyệt đối không khoan nhược, càng không thể để bị dọa sợ hôm nay chúng tôi cố ý mời đến đây tướng quân du kinh hồng của cục bảo vệ trung ương cô ấy đã mang đến đại đội đặc chiến mạnh nhất nước ta đại đội hồng thuẫn chính là đến để bảo vệ mọi người mọi người cũng hoan nghênh nào tinh thần du kinh hồng rất phấn chấn bước lên bục mỉm cười nhìn các chuyên gia và các nhà nghiên cứu này một lượt xin chào mọi người tôi chính là du kinh hồng thân phận của tôi cần phải giữ bí mật nên không tiện nói nhiều nhiệm vụ khi tôi tiến vào Phụng Thiên chính là bảo vệ mọi người được an toàn. Tôi có thể đảm bảo, trừ khi Du Kinh Hồng tôi đây xảy ra chuyện, nếu không, mọi người đều sẽ an toàn. Sao, một chàng pháo tay vang lên. Du Kinh Hồng giũ tay áo, đi thẳng xuống dưới. La Hồ cũng bước lên trên bục, tướng quân Du nói rất hay, ngắn gọn xúc tích. La Hồ tôi là tư lệnh quân khu ở Phụng Thiên, cũng sẽ phụ trách nhiệm vụ bảo vệ lần này. Tôi muốn nói là, nếu để cho tên khốn nào lọt lướt, hãm hại vị nào trong các vị đang ngồi ở đây vậy thì la hồ tôi sẽ trực tiếp nổ súng tự sát đây hóng là quyết tâm của tôi giao tiếng vỗ tay lại vang lên thêm lần nữa la hồ tiếp tục nói đương nhiên tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ còn có cảnh sát phụng thiên của chúng ta nhưng bọn họ phụ trách chủ yếu là an ninh bên ngoài vậy nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm công việc đấu thầu lần này cứ việc dựa theo chỉ đạo của phó chủ tịch tỉnh giang hải hoàn toàn là công bằng, công chính, công khai. Không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cuộc họp diễn ra hơn một tiếng, lúc kết thúc, mặc dù trong lòng mỗi chuyên gia, nhà nghiên cứu đều hơi yên tâm một chút, nhưng sâu trong lòng vẫn còn có nhiều nghi ngờ. Từng bộ hồ sơ đấu thầu của các công ty đều được giao đến, chất chồng ngay trước mặt bọn họ. Bọn họ cần phải lọc ra được những công ty ưu tú ngay trong đêm nay. Sau đó đợi các lãnh đạo xét duyệt xong lại gói kín lại cho toàn thể ủy viên chấm điểm chọn ra một đơn vị tốt nhất. Toàn bộ quá trình vừa nghiêm ngặt lại dườm ra, nhưng cũng đúng vì đã cam đoan công việc đấu thầu này rất công bằng, công chính. Đêm nay đi thăm dò nhà Âu Dương, giọng điệu của Du Kinh Hồng bình tĩnh khác thường. Hả, được, Diệp vô phong gật đầu. Du Kinh Hồng nói, Âu Dương lôi thân là một thế lực lớn ở tỉnh Liêu Đông, sau khi anh đến Phụng Thiên này, thì tất cả các phương diện ở đây đều bị nhận đả kích không nhỏ. Nhưng dưới sự đảo lộn của ông ta, thế cục ở Phụng Thiên hỗn loạn như thế này. Đây là thời điểm nên kết thúc rồi, nhưng muốn diệt trừ Âu Dương Lôi, trước tiên phải chặt đứt hết vây cánh của ông ta đã. Bác Thoái Vương Đàm Thuận và Âu Dương Tất Thùng kia chính là mấu chốt của vấn đề. Diệp vô phong gật đầu, tướng quân Du, cô muốn tôi cùng đi đến nhà Âu Dương sao? Du Kinh Hồng lộ ra nụ cười lạnh giá, đương nhiên rồi. Anh có thể hẹn đấu với Đàm Thuận. Hẹn đấu, không nhất định là tôi có thể giết được hắn ta thật sự là lòng tin của Diệp Vô Phong không đủ. Cộng thêm tôi đây thì sao? Du Kinh Hồng nheo đôi mắt xinh đẹp lại, chương 452, đền bù một chút. Bác Thoái Vương kia chết là điều không thể nghi ngờ. Diệp Vô Hồn cười, nhưng mà, cái này không phù hợp với quy tắc thi đấu võ trên giang hồ. Du Kinh Hồng lạnh lùng nói, chúng ta muốn giết chết hắn ta thì cần nói đến quy tắc giang hồ gì ở đây. Cô ta nhìn Diệp Vô Phong một chút. Nói thêm, anh lo danh tiếng của mình bị tổn hại sao? thật ra, giết một kẻ như đàm thuận kia, căn bản không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào cả. Anh nghĩ thử xem, nhiều năm nay hắn ta trợ giúp Âu Dương lôi hạ gục không biết bao nhiêu thế lực lớn ở Liêu Đông, có được địa vị như hôm nay. Tính những lần phạm tội đã thành tội lỗi chồng chất rồi. Chỉ sợ rằng dù có chết một trăm lần cũng không đủ. Diệp vô phong gật đầu, tôi biết, nếu như chỉ có hai chúng ta đi thì tôi sẽ đi chuẩn bị một chiếc xe máy, sẽ càng thêm bí mật. Được, Du Kinh Hồng gật đầu đồng ý. Diệp vô phong về đến công ty Hoa Cường, lập tức đem nhiệm vụ nặng nề này giao cho Hàn Kỳ. Mặc dù Diệp vô phong có tiền, nhưng muốn mua một chiếc xe máy phân khối lớn ngay lập tức cũng không kịp. Hàn Kỳ đi đến cục cảnh sát, tập hợp mấy người lại, mọi người giúp tôi hỏi thăm một chút, ai có xe máy phân khối lớn không? Chủ tịch Diệp muốn mượn dùng một chút, nếu có hư hại gì sẽ bồi thường xe mới. Báo cáo đội trưởng Hàn, tôi có một chiếc, là kiểu xe Honda Fireblade mới nhất hiện nay, đây là dòng mới được nâng cấp, chủ tịch Diệp có thích loại này không? Lúc mua, tôi đã bỏ ra hơn 600 triệu đấy. Tiểu Thu, cậu nói ra mấy câu này, mẹ nó, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Cậu nên nói thẳng với chủ tịch Diệp đi, chỉ cần anh ấy thích, tên nhóc nhà cậu coi như đã lập được công. Hàn Kỳ bấm điện thoại gọi cho Diệp vô phong, để Tiểu Thu tự mình báo cáo cho Diệp vô phong nghe. Hả, Honda Fireblade 1000 sao? được đi xe đến đây đi tôi lái thử một chút giọng điệu của diệp vô phong có vẻ như không quan trọng lắm được chủ tịch diệp tôi lập tức về nhà lấy xe đến còn có một bộ quần áo đua xe nữa đó ha ha tiểu thu có ý khoe khoang một chút được tôi chờ cậu diệp vô phong cúp điện thoại chủ tịch diệp chọn chúng xe của cậu hàn kỳ nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của tiểu thu thì hiểu ngay mẹ nó đừng nháo nhào lên nữa tranh thủ thời gian lái xe đến đưa cho chủ tịch Diệp đi. Á, à, đúng đúng, thật ra xe tôi mới đi có 5.000 cây số thôi, vẫn là xe mới đấy. Tiểu thu xoa xoa tay. Mẹ nó cậu còn đứng đây nói nhảm nữa đúng không? Nhanh lên, lấy xe đi, hàn kỳ mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, giống như đang đuổi ruồi. Tiểu thu đúng là một tên yêu thích xe, nếu không, với ít tiền lương này của cậu ta căn bản không thể nào mua nổi dòng xe phân khối lớn nhập khẩu đắt đỏ thế này chủ yếu vẫn là ăn bám, từ chỗ bố mẹ lấy được 600 triệu, còn tự bản thân cậu ta bỏ ra số lẻ. Bởi vậy, đối với chiếc xe Fireblade này, tiểu thu quả thật chăm sóc giống như tổ tiên. Nếu như người khác muốn mượn xe, cái này là huyện không thể nào xảy ra. Người khác chỉ tùy tiện sờ vào xe cậu ta một chút, cậu ta nhất định sẽ lại nhảy nửa ngày, đủ các loại từ không thoải mái. Nhưng chủ tịch Diệp là người cậu ta ngưỡng mộ nhất, trong lòng cậu ta, người này còn quan trọng hơn cả ông bố ruột của mình. Vậy nên, Chủ tịch Diệp muốn mượn xe, đây chính là vinh dự của Tiểu Thu. Chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường, chuyện này nói lên rằng Tiểu Thu còn để lại cho Chủ tịch Diệp một chút ưu điểm. Nửa tiếng sau, tại hầm để xe của công ty Hoa Cường, Tiểu Thu lái chiếc xe Honda 5 Blade phong cách của mình, lao vùn vù. Lúc đi đến trước mặt Hàn Kỳ mới phanh kít xe lại, nâng mũ bảo hiểm lên, xong, tôi đi xe đến rồi, Chủ tịch Diệp đâu? chủ tịch Diệp nhanh chóng đến ngày thôi. Hàn Kỳ nhìn về phía cửa lớn sau lưng, đã thấy Diệp vô phong nhanh chân bước đến. Cả người tiểu thu đang mặc một bộ quần áo đua xe nhanh chóng nhảy vèo xuống xe, gác mũ bảo hiểm lên kính, đứng nghiêm, xin chào chủ tịch Diệp. Diệp vô phong gật đầu với tiểu thu, chiếc xe này là của cậu đúng không? Cậu tên là gì? Tiểu thu vui mừng nói, tên tôi là tiểu thu, xe này là của tôi. Chủ tịch Diệp, chỉ cần anh muốn đi, anh có thể đi bất cứ lúc nào. Diệp Vô Phong nhìn về phía Hàn Kỳ, chiếc xe này thuộc về tôi rồi, anh đi đến phòng tài vụ lĩnh 1 tỷ 6 đưa cho Tiểu Thu, để cậu ấy mua một chiếc xe mới đi. Được, Hàn Kỳ lên tiếng đồng ý, Tiểu Thu đã nói với tôi, xe này mua mới mới có hơn 600 triệu. Tiểu Thu dùng sức gật đầu, đúng đúng, chủ tịch Diệp, quả thật tôi chỉ tốn hơn 600 triệu đã có được nó về tay rồi. Diệp Vô Phong nói, Hàn Kỳ, anh đến phòng tài vụ xử lý việc này đi. Tiểu Thu kỹ thuật lái xe của cậu thế nào kỹ thuật lái xe sao thật ra tôi cũng chỉ coi là người mới nhưng mà tôi có học được chút kỹ xảo từ chỗ sư phụ mình tiểu thu hơi trần trừ diệp vô phong nói lên biểu diễn cho tôi xem một chút biểu diễn ở đây sao tiểu thu nhìn xung quanh nơi này các giấy đều là ô tô nếu chẳng may tôi lỡ tay vậy thì coi như xong rồi diệp vô phong cười ha ha một tiếng không sao hết bất kể cậu đụng vào xe ai Tôi đều sẽ phụ trách bồi thường hết. Vậy được, cảm ơn chủ tịch Diệp, tôi chạy thử một vòng." Tiểu Thu cắn môi, Hạ quyết tâm ngồi lên xe, khởi động. Gầm, tiếng giống giận dữ sao sao từ chiếc xe phân khối lớn kia lập tức vang lên. Diệp Vô Phong gật đầu, phất tay ra hiệu tiểu Thu tiếp tục. Rầm, tiểu Thu đột nhiên lái xe vọt ra ngoài, chiếc xe lập tức bốc đầu, nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau bánh xe đã hạ xuống đất, kít một tiếng, lại thêm một cái vùng đuôi xe quay đầu lại, quay về, rồi bỗng nhiên dừng trước mặt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong gật đầu, rất tốt, kỹ thuật lái sẽ cũng không tệ lắm. Nếu như cậu là người mới, vậy thì năng lực tiếp nhận rất tốt đấy. Vâng vâng, Chủ tịch Diệp, xe này anh vừa ý chứ? Tiểu Thu cẩn thận hỏi. Tính năng của xe này không tệ, tôi đi thử một chút. Diệp Vô Phong nói ra câu này, Tiểu Thu vội vàng nhảy xuống xe, muốn cởi mũ bảo hiểm giao cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong khoát khoát tay, nhảy thẳng lên xe mô tô, sau khi khởi động vặn ga một phát. Tiếng gầm của chiếc xe Fireblade 1000 lại vang lên một lần nữa, ngay cả Tiểu Thu cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, trợn mắt lên, nhìn bộ dáng này hình như chủ tịch Diệp là một tay lão luyện. Diệp Vô Phong nhấn thêm chân ga, gầm, Fireblade lập tức bốc đầu lên. "Hả, chủ tịch Diệp, anh cẩn thận một chút, Tiểu Thu giật nảy mình, chỉ cách có 3 đến 5 mét là ra đến bên ngoài rồi, vậy mà cũng bốc đầu sao?" kỹ thuật lái xe của chủ tịch Diệp còn lợi hại hơn nhiều so với sư phụ của mình. Mặc dù nói là cùng kiểu bốc đầu, nhưng trong đó còn có nhiều kiểu đặc thù. Độ nghiêng bốc đầu không giống, nhất định tốc độ xe cũng đều không giống. Nếu như góc nghiêng quá lớn, tốc độ xe chậm lại sẽ không thể duy trì được. Còn Diệp vô phong thì lại duy trì góc nghiêng rất lớn, lao vùn vụt ra ngoài giống như một trận gió lốc. Dầm một tiếng, trong nháy mắt liền quay ngoặt một cái, bị ô tô ngăn cản nên không thấy, nhưng tiếng động cơ gầm rú như tiếng dựng thẳng trong cuống họng lửa vẫn luôn vang lên chỉ bằng âm thanh thôi cũng đã biết tốc độ xe của chủ tịch Diệp vô cùng nhanh Tiểu Thu chỉ thấy trong chớp mắt thôi Diệp vô phong đã đi xong một vòng phi nhanh về phía Tiểu Thu Tiểu Thu bị dọa đến mức nhắm mắt lại tốc độ này là quá nhanh rồi phải không cậu ta có ý muốn tránh đi kít Diệp vô phong phanh gấp đuổi xe Honda Fireblade cống nhiên vành lên vững vàng dừng lại trước mặt Tiểu Thu phù phù sau khi đuôi xe chạm xuống đất lúc này tiểu thu mới mở to mắt giơ ngón tay cái về phía diệp vô phong chủ tịch diệp cao thủ có lẽ là diệp vô phong quả thật đã nắm chắc nên anh không đeo bất cứ dụng cụ bảo hộ gì ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội diệp vô phong mỉm cười nói tiểu thu chiếc xe này thuộc về tôi rồi cậu lại mua thêm một chiếc mới đi vâng vâng chủ tịch diệp thật ra một tỷ sáu kia thừa sức mua hai chiếc rồi Thật sự tôi không cần nhiều như vậy." Tiểu Thu vội vàng giải thích. Diệp Vô Phong cười nói, "Cướp đi niềm yêu thích của cậu, thật sự xin lỗi. Dư thêm ra một chút tiền, coi như là đền bù cho cậu một chút." Chương 453, không có mai phục. Trời đêm mùa đông ở Phụng Thiên, trên đường có rất ít người qua lại, bởi vì trời quá lạnh, không thể chịu đựng được. Cho dù là những chiếc xe con đi ngang qua cũng cực ít, xe máy càng là vật hi hữu nếu như là con đường vùng ngoại thành thì càng thưa thất hơn. Dưới trời đất rét lạnh như thế, trừ khi là cha mẹ hay người thân đổ bệnh, không thì ai lại tình nguyện đi ra ngoài. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng đúng là có người ra ngoài nhưng đều mặc quần áo rất cồng kềnh. Nhìn từ đằng xa như thể là những con gấu đen đột một xuất hiện trên đường. Đi trên đường cái vào ban đêm mà lại không mặc nhiều quần áo cồng kềnh, chỉ sợ chỉ có du kinh hồng mà thôi. Bởi vậy, lúc Diệp vô phong lái xe máy đi trên đường căn bản là không cần phải tìm kiếm, chỉ cần nhìn vào quần áo một chút thôi liền biết người nào chính là Du Kinh Hồng. Còn Du Kinh Hồng cũng không cần phải để ý nhiều xe khác làm gì, chỉ cần thấy có chiếc xe máy nào chạy đến thì đó nhất định là Diệp vô phong. Đương nhiên, lấy khả năng cảm nhận kinh người của bọn họ, chỉ cần đối phương tiếp cận trong vòng 50 mét, dù là không đưa mắt nhìn cũng có thể nhận ra thân phận của đối phương. Lên xe đi, Diệp vô phong dừng chiếc Honda Fireblade kia lại, âm thanh lười biếng nghe qua rất êm tai. Du Kinh Hồng đang đứng trên đường, chỉ nhẹ nhàng tung người đã ngồi lên vị trí phía sau xe máy, tốc độ rất nhanh, giống như thể cô ta đang ngồi bên trên vậy. Được rồi, đi thôi. Du Kinh Hồng không thích nói nhiều, cho đến bây giờ đều nói rất ngắn gọn. Gầm, chiếc xe Honda Fireblade lại gào rú lên một tiếng, ngay cả Du Kinh Hồng cũng không thể không cúi dặp người ôm lấy eo Diệp vô phong loại cảm giác tốc độ cao như này, thực sự là quát dọa người. Nếu như chỉ là phụ nữ bình thường, chỉ sợ là thoáng một cái đã bị Diệp vô phong bỏ rơi khỏi xe. Cảm giác được một du kinh hồng luôn cố chấp mạnh mẽ, vậy mà cũng có lúc yếu đuối ôm lấy eo mình, Diệp vô phong đang đội mũ bảo hiểm cũng phải âm thâm lộ ra ý cười mang theo mấy phần đắc ý. Vù vù, sau khi xe máy lao đi tầm một cây số, du kinh hồng liền bị gió lạnh thổi cho răng môi run dày. Với thể chất của cô ta, ban đầu cũng có thể đạt đến trình độ nóng lạnh bất xâm, nhưng gió rét thấu xương như này còn tiếp tục thổi tới thì nhiệt độ cơ thể của cô trong chốc lát sẽ không thể điều tiết được. Kít, Diệp vô phong ngừng xe, sau khi bước xuống, liền bắt đầu cởi áo khoác đua xe của mình ra. Anh làm gì vậy? Một hai giây sau, Du Kinh Hồng đã khôi phục lại bình thường, răng không còn run rẩy. Diệp vô phong nói, cởi áo đua xe ra cho cô mặc. Du Kinh Hồng cứng họng, không cần. Diệp Vô Phong nói, phía trước còn 30 cây số nữa, tốt nhất cô vẫn nên mặc vào đi. Du Kinh Hồng nói, trên chiếc áo đua xe này có giải phản quang, cho dù lúc chúng ta vào nhà Âu Dương cũng không thể mặc nó. Tôi biết, vậy nên bên trong tôi còn mặc áo giữ nhiệt, Diệp Vô Phong cởi áo đấu ra, quả thật đưa cho Du Kinh Hồng, đừng ngại, giữ ấm là quan trọng nhất. Du Kinh Hồng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mặc áo vào, thấy Diệp Vô Phong còn định đưa cả quần đấu đến. Du Kinh Hồng khẽ nói chẳng lẽ anh không lạnh sao? Diệp vô phong cười ha ha một tiếng, đàn ông mà, da dày thịt béo, không giống phụ nữ các cô, da trắng thịt mềm, không thể để lạnh được. Hừ, Du Kinh Hồng nhận lấy quần đua xe, lúc này cả người đều trở nên ấm áp. Nhưng trong lòng lại phản bác ý kiến của Diệp Vô Phong, sao anh biết tôi là người da tắng thịt mềm? Chẳng lẽ anh nhìn thấy rồi à? Cô ta biết loại oán trách này là không có lý, vậy nên cũng không dám nói thẳng ra. Sau khi tiếp tục ngồi xuống phía sau xe máy, Du Kinh Hồng đã mặc một bộ quần áo đua xe giữ ấm rất hiệu quả, ôm lấy eo Diệp Vô Phong. Cô ta cũng biết, Diệp Vô Phong cảm thấy vô cùng mát mẻ. Lại đi khoảng chừng 5 6 cây số nữa, cuối cùng Du Kinh Hồng cũng không nhịn được nữa, cô ta hét lớn, "Diệp Vô Phong, anh không lạnh sao?" Diệp Vô Phong lập tức cho xe đi chậm lại, lớn tiếng nói, "Cô nói cái gì?" Du Kinh Hồng nói, "Vừa rồi tôi hỏi anh, anh không thấy lạnh à?" Diệp Vô Phong nói, có thấy hơi lạnh nhưng mà vẫn chịu được. Sao vậy, cô muốn cả mũ bảo hiểm sao? Du Kinh Hồng tức giận, tôi không cần cái gì cả. Vậy thì tiếp tục lên đường, Diệp Vô Phong nhấn chân ga, xe máy lại tăng tốc lần nữa. Thật ra trong quá trình lái xe, Diệp Vô Phong vẫn luôn vận công, nếu không, anh đã đông cứng từ lâu rồi. Loại thời tiết quỷ quái này của Phụng Thiên, không phải là thứ sức người có thể tùy tiện chống lại. Hơn 20 phút sau, Diệp vô phong ngừng xe máy, tùy tiện bỏ xe máy vào trong rừng cây bên cạnh. Lạnh cóng rồi đúng chứ? Du Kinh Hồng nhìn động tác cứng ngắc của Diệp vô phong, không nhịn được hỏi thăm. Vẫn tốt, Diệp vô phong xoa xoa tay, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, đúng rồi, cô mau cởi quần áo đua xe ra đặt lên xe máy đi. Ừ, anh có muốn mặc vào cho ấm hơn chút không? Thật sự thì Du Kinh Hồng chưa từng quan tâm cảm giác của người khác như thế này. Người ta bỏ cành lấy quả, còn cô ta cũng coi như là bỏ cành lấy hạt đi. Diệp vô hồn nhận áo, mặc lên người, tiếp tục dậm chân, à. Quả nhiên là ấm áp, Du Kinh Hồng, không phải cô dùng loại nước hoa gì đó chứ. Anh nói bậy, Du Kinh Hồng bị anh hỏi như thế, trong lòng nhảy loạn một hồi, nhưng lại hung ác dậy dỗ, thân là một chiến sĩ đặc trùng bình thường, sao có thể sử dụng mấy loại đồ vật cấm kỵ như vậy. Diệp vô phong rụt đầu vào bên trong cổ áo đua xe, hít sâu một hơi, hừ hừ, Tôi biết rồi. Hóa ra không phải là mùi nước hoa, là mùi hương của chính chiếc áo đua xe này của anh. Du Kinh Hồng thấy hơi khó xử. Không đúng, không đúng, Diệp Vô Phong phản đối, hẳn phải là mùi hương của chính đại mỹ nữ Du Kinh Hồng cô đây, so với nước hoa còn dễ chịu hơn. Tiếp chiêu, Du Kinh Hồng bỗng nhiên nhảy dựng lên, lao người về phía Diệp Vô Phong. Có vẻ như Diệp Vô Phong đã chuẩn bị trước bóng dáng anh nhoáng một cái đã tránh thoát được một chiêu này, hả? Đừng ra tay chứ, chút sức lực này để giành đối phó với bác Thoái Vương Đàm Thuận đi. Nói xong, Diệp vô phong cởi chiếc áo đua xe ra, tiện tay treo lên xe máy, đi thôi. Một chiêu du kinh hồng tung ra bị Diệp vô phong tránh được, cô ta cũng không tiếp tục ra tay nữa, chỉ im lặng đi theo bên cạnh Diệp vô phong. Sau khi đi được mấy trăm mét, hai người đã hoàn toàn khôi phục lại. Du Kinh Hồng nói, khoảng cách từ đây đến nhà Âu Dương còn một cây số nữa, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào. Bởi vì rất có thể Âu Dương Tất Tùng đã bày trận mai phục. Diệp vô phong gật đầu, đã hiểu. Dọc theo đường lớn, lại đi thêm 200 mét nữa, đột nhiên phía đối diện có một chiếc xe con lao vùn vụt đến. Hai người vội vàng nấp vào sau mấy cây ven đường. Vèo, chiếc xe con lao cột qua, căn bản không hề dừng lại. Chắc hẳn là một chiếc xe đi ngang qua. Du Kinh Hồng xuất hiện ở giữa đường cái, phía trước 100 mét không có mai phục. Diệp vô phong cười ha ha một tiếng, thuộc hạ của Âu Dương Tất Thùng là cao thủ, cho dù có giỏi đến đâu nhưng dưới tình huống trời đông giá rét thế này, nếu như có thể sắp xếp người mai phục, e rằng cũng chỉ có người bằng sắt. Du Kinh Hồng cất bước tiến lên, như vậy thì chuyến này của chúng ta dây có thể sẽ không có chạm gác ngầm. Gần như thế, Diệp vô phong đi theo phía sau cô, lại đi thêm được khoảng 300 mét, anh đột nhiên dừng bước dừng lại đồ công nghệ cao du kinh hồng dừng bước hả ý anh là báo động bằng tia hồng ngoại diệp vô phong gật đầu những thứ tương tự như vậy còn rất nhiều nếu như âu dương tất tùng đến từ nước m những thứ liên quan đến phương diện này nhất định sẽ rất xáo trộn vậy nên chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh thường địch nếu không lập tức sẽ bị âu dương tất tùng phát hiện những cảnh sát đến đây dò xét có lẽ bởi vì nguyên nhân này mà bại lộ chương 454, đánh rắn động cỏ. Du Kinh Hồng gật đầu, tư lệnh của Long Môn, quả nhiên là dày dặn kinh nghiệm. Diệp Vô Phong nói, thật ra du tướng quân cô đây đã nghĩ ra điểm này từ lâu rồi, chỉ là chờ tôi nói ra thôi. Du Kinh Hồng lắc đầu, tôi không suy luận theo âm mưu của anh như vậy, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy, với tiền tài trong nước của Âu Dương lôi ông ta không thể có mấy đồ công nghệ cao như vậy. Diệp Vô Phong nói, người giàu có trong nước hay là con nước ngoài, dạng nào cũng có khả năng ừ du kinh hồng không phản bác nhưng mấy đồ có tia hồng ngoại kia không phải là thứ mắt thường có thể nhìn thấy diệp vô phong nói vậy nên hiện tại chỉ có thể dùng kinh nghiệm vậy chúng ta chia nhau ra hành động thử xem ai kém kinh nghiệm hơn lời nói cút du kinh hồng ngập ý khiêu chiến được từ giờ trở đi diệp vô phong chỉ chỉ phía trước cô trái tôi phải được bóng dáng của du kinh hồng trong nháy mắt trở nên mờ nhạt nhanh chóng chạy về phía trước. Diệp Vô Phong rất muốn nói cho cô ta, cô chạy chậm lại một chút. Dùng loại này để vượt qua cũng quá là ổ rồi. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để anh nói chuyện lớn tiếng, anh đành phải tiến lên một mình xông về phía bên phải. Báo cáo Liệp Ưng, có người tùy tiện xông vào. Ưu phụ trách thiết bị cảnh báo điện tử bỗng nhiên mừng rỡ, dùng bộ đàm báo cáo cho Âu Dương Tất Thùng, nhìn dáng vẻ yểu điệu mỏng manh kia, chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp phương Đông nhỉ? hai người du kinh hồng đều đeo mặt nạ cho dù là người quen cũng khó lòng nhận ra hả được lắm tất cả đề phòng trên đường chuẩn bị mai phục thật tốt bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu âu dương tất tùng ra lệnh đã rõ đã rõ đã rõ từng tổ lần lượt lên tiếng trả lời ưu dùng máy giám sát theo dõi cô gái phương đông xinh đẹp kia một chút lát nữa bắt được các anh em lập tức có cái chơi ha ha âu dương tất tùng ác độc cười to được rồi liệp ưng anh yên tâm đi đại khái là tôi có thể đoán trước được những nơi cô gái này sẽ xuất hiện liệp ưng không thể không nói cho anh đây là một cao thủ thân pháp của cô ta rất nhanh căn bản không thể thấy được rõ ràng chi tiết ưu cảm thán cặp chân kia nếu như kẹp lấy hông tôi thì ha ha khố khắc đứng bên cạnh không nhìn được cũng ngứa ngáy nếu người con gái phương đông này mà trông như yêu quái vậy thì cậu chịu đủ u liếc nhìn anh ta, cút đi. Cho dù là như vậy, ông đây cùng lắm thì nhắm mắt lại thôi. Dù sao thì dễ chịu là được. Hả, cô ta không nhìn thấy. u buồn bực, không thể nào. Chẳng lẽ cô ta định leo lên nóc nhà sao? Anh ta lập tức điều chỉnh lại góc nhìn camera. Cuối cùng, trong camera nào đó ở bên ngoài khoảng 200 mét lại nhìn thấy bóng dáng hiểu điệu kia lóe lên một lên nữa. Ôi chao, bảo bối ngoan của tôi, con mèo con phương đông này, cuối cùng thì cô cũng xuất hiện rồi. Uy vô cùng đắc ý, liệp ưng, mục tiêu đã tiến vào vòng mai phục của tổ 1. Tổ 1, Thompson, cậu ngủ quên rồi hả? Âu Dương Tây Tùng, đây chính là tiêu chuẩn hài hước kiểu Mỹ. Liệp ưng, tôi thích cô gái phương đông xinh đẹp này. Thompson dùng ống ngắm của súng bắn tỉa, quan sát hành động của Du Kinh Hồng. Đối với sự nguy hiểm trên chiến trường, Du Kinh Hồng cũng giống như Diệp Vô Phong, trời sinh đã có sự nhạy cảm camera hồng ngoại có thể không né tránh nhưng thời điểm súng ngắm dừng ngay trên người mình du kinh hồng đột nhiên giật mình bị lộ ra dưới họng súng của đối phương đây là một loại cảm giác vô cùng không tốt cho dù ngay lúc này trong lòng du kinh hồng có mấy phần không phục vậy mà mình đã bị lộ rồi sao còn tên diệp vô phong kia chẳng lẽ không bị lộ hay là diệp vô phong kia đã bị lộ rồi cũng bị người ta dùng súng chĩa vào người giống như mình nghĩ đến đây dù kinh hồng nhủ thầm trong lòng, Diệp Vô Phong, sau đây phải dựa vào năng lực chiến đấu của chúng ta rồi. Trên chiến trường, không cho phép xảy ra tình huống phán đoán sai, nếu không có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sân số 18, cô gái Phương Đông xinh đẹp đang ở sân số 18. Tổ số 2, chú ý phối hợp với chúng tôi. Thompson dựa vào cảm giác của mình, cảm thấy lúc Du Kinh Hồng biến mất nhất định là đi vào sân số 18 họ đã đánh số toàn bộ kiến trúc trong nhà Âu Dương, vậy nên, sẽ thuận tiện hơn trong lúc chiến đấu. Tổ số 2 đã rõ, tôi sẽ đích thân đi tìm cô gái phương đông xinh đẹp kia, đè cô ta xuống đất. Người da đen tên mặc khắc nhĩ cười nói, tôi muốn cho cô ta nếm thử sự lợi hại của tôi. Uy hừ một tiếng, mặc khắc nhĩ, mẹ nó cậu không thể khiêm tốn một chút được à. Đừng dọa con gái phương đông xinh đẹp nhà người ta đấy. Dưới ánh đèn bên ngoài sân số 18, lập tức xuất hiện bóng dáng cường tráng của mặt khắc nhĩ. Lúc anh ta xài bước đi lên, dường như cả mặt đất cũng rung chuyển. Âu Dương tất tùng không khỏi nhíu mày, Mặc khắc nhĩ, dáng vẻ này của cậu rất dễ bị lộ. Mặt khắc nhĩ cười hì hì, tôi muốn để cô ta tự tìm đến đây. Mặc dù mặt khắc nhĩ là người kiêu ngạo, nhưng con đường mà anh ta đi lại là phối hợp cùng với Thompson. Nếu như Du Kinh Hồng xuất hiện, Thompson có thể tùy lúc dùng một phát súng để đánh gục cô. Nhưng điều kỳ quái là, nghe được bước chân vang dội kia của Mạc khắc nhĩ, người vốn dĩ phải ở sân 18 là Du Kinh Hồng lại chậm chạp không hề xuất hiện. Đánh rắn động cỏ, Mạc khắc nhĩ dùng giọng tiếng Anh gào lên một tiếng từ trong cuống họng. Đoàng, đoàng đoàng, cạch cạch cạch, bùm, súng trường, súng đột kích mini, lựu đạn đều cùng bay về phía sân số 18. Tiếng súng hỗn loạn, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ánh lửa bập bùng thế nhưng bên trong sân số 18 vân không có chút động tĩnh nào. Tổ số 2, xông vào. Sau khi nhận được mệnh lệnh, mặc khắc nhĩ phất tay về phía sau lưng, lập tức có 3 tên chiến sĩ bước ra từ trong bóng tối. Sau khi ném lựu đạn về phía trong sân số 18, bọn họ lập tức chia nhau ra các hướng leo tường nhảy vào trong sân trong. Cạch cạch cạch, chiến sĩ cuối cùng nhảy lên được bờ tường lập tức dùng súng đột kích mini điên cuồng bắn phá về phía bên trong sân để bao vây rầm, bộp, mặc khắc nhĩ giống như một chiếc máy ủi đất, trực tiếp đạp mở cửa sân số 18 trên 5 xẻ 7, sau đó mặc khắc nhĩ cất bước đi vào. Đòn tấn công mạnh bạo như vậy, mặc khắc nhĩ đã tạo thành thói quen. Lão đại, chỗ này không có ai. Nghe mặc khắc nhĩ báo cáo, anh ta lập tức kinh ngạc sao có thể. Chẳng lẽ cô ta có cánh mà bay? Lúc chỗ này vang lên tiếng súng và tiếng nổ, Diệp vô phong đang ở vị trí cách nơi này ít nhất cũng phải 200 mét anh trốn trong một góc tường đây chính là góc chết của mấy camera quan sát diệp vô phong không đi cứu viện cho du kinh hồng ngay lập tức bởi vì anh biết du kinh hồng là một chiến sĩ có kinh nghiệm vô cùng phong phú bất kể là dưới tình huống gian nan như thế nào thì vẫn có thể giữ được tính mạng của mình nhất là trước mặt đám ô hợp này căn bản du kinh hồng sẽ không thể bị thương vậy nên diệp vô phong tiếp tục trốn trong vị trí của mình không hề động đậy dừng lại rút về đi Âu Dương Tất Tùng ra lệnh. Mặc khắc nhĩ thấy vô cùng buồn rầu, nhúng cũng chỉ có thể rút về vị trí của mình, tiếp tục ẩn nấp. Nhưng vị trí của đã bị lộ rồi. Người tên Du Kinh Hồng sau khi âm thầm trốn khỏi sân số 18 đã nhìn thấy rõ ràng. Thompson vẫn luôn dùng súng bắn tỉa ngắm bắn, quan sát bất cứ người nào ở sân 18. Anh ta cũng thấy vô cùng không cam tâm, thật là kỳ lạ, cô gái phương đông xinh đẹp này rất nhanh. Cuối cùng thì cô ta đã chạy đi đâu rồi? mặc khắc nhĩ, không nghĩ ra được. Tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, nhất định phải bao vây xung quanh sân số 18 trong vòng bán kính 100 m Ngay cả con ruồi cũng không được để lọt vào. chương 455, cái nhìn chung. Âu Dương Tất Tùng cũng kêu lên, đúng, bao vây sân số 18. Tất cả mọi người đều tập trung về phía sân số 18. Mệnh lệnh này đã tạo thành một kết quả đó là cho Diệp vô phong cơ hội tiến vào sâu bên trong, còn Du Kinh Hồng cũng không rõ tung tích, đám nghèo Âu Dương tất thùng tìm qua một lượt, cho đến tận lúc bọn họ suýt chút nữa thì lật tung cả sân số 18 lên vẫn không thể tìm thấy được Du Kinh Hồng. Âu Dương lôi đi vào trụ sở của bác Thoái Vương, ông này, có vẻ như có người nào đó tiến vào nhà chính của nhà Âu Dương. Bác Thoái Vương mỉm cười gật đầu, để tất tùng đi ứng phó đi. Chỉ cần nó có thể ứng phó được, tôi không nên ra tay vẫn tốt hơn. Được, Âu Dương lôi gật đầu, ông già, ông cũng nên để ý bọn chúng bất cứ lúc nào đấy. Đàm Thuận xoa dâu cười, ừ, yên tâm đi. Ngay cả bác Thoái Vương Đàm Thuận cũng không nghĩ ra, người đêm nay đến thăm dò nhà Âu Dương chính là hai cao thủ Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng. Âu Dương lôi rời đi xong, Diệp Vô Hồn liền xâm nhập vào nói ở của Đàm Thuận. Đoàn, bụp, một viên đạn bắn chúng vào cửa sổ của Đàm Thuận. Hơn nữa, sau khi xuyên qua cửa sổ để lại một cái lỗ nhỏ, viên đạn lập tức rơi xuống. Hả, Đàm Thuận giật mình, từ đường đi của viên đạn, ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra, người bắn ra viên đạn này tuyệt đối là cao thủ. Khả năng khống chế thật sự vô cùng chính xác. Chỉ sợ rằng Âu Dương Tất Tùng không đối phó được. Đàm Thuận vụt một cái, từ trong nhà lao ra bên ngoài. Nhúng trong bóng đêm mịt mờ kia, sao lại không có bóng người nào? Đàm Thuận lại quay về phòng, phát hiện ra sau khi viên đạn rơi xuống còn kèm theo một tờ giấy, trên giấy viết: "Giờ tí đêm mai" tại rừng cây nhỏ thi đấu võ một lần nữa. Mời ông một mình đi đến đó, không mang theo súng ống. Ông vẫn có tiếng là người hiểu biết. Diệp Vô Phong, Đàm Thuận lập tức nhận ra ngay thân phận của đối phương, ông ta cười lạnh một tiếng, xem ra Diệp Vô Phong hiểu lầm mình rất sâu rồi. Chỉ là đến hẹn đấu mà thôi, cần phải lén lúc thế này sao? Thật ra Đàm Thuận cũng hiểu được nguyên nhân Diệp Vô Phong làm như thế này. Dù sao thì lần trước Âu Dương Tất Thùng xuất hiện trên đỉnh núi Bắc Sơn cũng đủ khiến cho Diệp Vô Phong không tin tưởng Đàm Thuận. Đàm Thuận ra khỏi nhà, đi như bay về phía sân số 18 lúc nãy vô cùng náo nhiệt. Sư phụ, người không cần đi về bên đó, cẩn thận đạn. Trần Cương tình cờ dẫn người đi tuần tra ngang qua. Mái tóc bạc trắng của bác Thoái Vương rất dễ nhận ra, vậy nên anh ta vội vàng ngăn lại. Đàm Thuận vẫy tay, kiêu ngạo nói con cứ tiếp tục tuần tra đi, thầy đi xem qua một chút. Trần Cương khom người nói, "Sư phụ cẩn thận." Bác Thoái Vương mỉm cười, "Không sao." Rất nhanh sau đó, ông ta đã nhìn thấy Âu Dương Tất Tùng đang thở hổn hển. Đương nhiên, nhóm người Âu Dương Tất Tùng này có đang tìm kiếm Du Kinh Hồng thì khả năng ẩn nấp vẫn vô cùng tốt. Sau một màn đạn và lựu đạn, nơi này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn sót lại vài đốm lửa nhỏ đang cháy. Ông Đàm, Âu Dương Tất Tùng đứng nấp dưới mái hiên, vẫy tay gọi Đàm Thuận. Tất Tùng Cuối cùng thì vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bóng dáng của Đàm Thuận chỉ nhoáng một cái đã đến bên cạnh Âu Dương Tất Tùng. Thân pháp cực nhanh như thế này, cho dù là Âu Dương Tất Tùng vốn rất kiêu ngạo cũng phải kinh sợ trong lòng. Á, à, ông Đàm, vừa rồi có một người phụ nữ xông vào, chúng tôi đang đi lùng bắt cô ta. Âu Dương Tất Tùng vẫn tiếp tục quan sát bốn phía. Đàm Thuận gật đầu, à, Tất Tùng này, xung quanh nơi này đã không còn kẻ địch nữa, không cần tìm. Hả, được. Cảm ơn ông Đàm, mặc dù Âu Dương Tất Tùng mở miệng nói ra những lời này nhưng thật ra vẫn chưa quá phục với kết luận mà Đàm Thuận tùy tiện nói ra thế này. Bởi vì Âu Dương Tất Tùng cũng đã đạt đến cảnh giới cấp tông sư. Năng lực nhận thức trên chiến trường của anh ta cũng mạnh lắm. Nhưng đối với tình hình xung quanh sân vài trăm mét, còn có rất nhiều người mình đứng tán loạn, muốn phân biệt xem có kẻ thù tồn tại hay không, thật sự là Âu Dương Tất Tùng vẫn không làm được đầu óc của Đàm Thuận trở nên phức tạp, không phải vừa rồi Diệp Vô Phong tự mình đưa thư hẹn giao chiến đến hay sao? Hay là Diệp Vô Phong và người phụ nữ này cùng đi vào gây rối, phối hợp với nhau? Nghĩ đến người phụ nữ có thể phối hợp với Diệp Vô Phong, người đầu tiên Đàm Thuận nghĩ đến chính là Bạch Nhạn Phi. Thế nhưng Đàm Thuận nhanh chóng xóa bài ý nghĩ này. Với năng lực của Bạch Nhạn Phi, một khi bị đám người Âu Dương tất tùng này phát hiện, thì đã thập tử vô sinh từ lâu rồi. Vậy thì người phụ nữ mạnh hơn Bạch Nhạn Phi gấp 10 lần này là ai chứ? Bác Thoái Vương Đàm Thuận không có cách nào giải thích. Tất cả đám người Âu Dương Tất Tùng đều rút lui về chỗ cũ, tiếp tục ẩn nấp. Nhưng hệ thống giám sát, không một góc chết, do yêu thiết kế vẫn đang hoạt động. Trong phòng giám sát, hai người yêu và khố khắc đang mở yêu hai mắt, không ngừng tìm kiếm trên từng màn hình, hy vọng có thể tìm được bóng dáng của kẻ thù. Phát, cuối cùng thì cô gái Phương Đông xinh đẹp kia đã đi đâu? thật sự thì Will không thể tin nổi. Khố khắc cũng đang quan sát màn hình, quay đầu nói, Will, có lẽ cô gái phương đông xinh đẹp kia chui vào trong chân của anh rồi ấy chứ. Will cười một tiếng, nếu là như vậy, tôi nhất định phải làm cô ta đến chết đi sống lại. Ha <laughs> ha, <laughs> khố khắc cười lạnh, nghe nói anh được 3 phút, tôi cảm thấy, bất cứ người phụ nữ nào, không có ai trong 3 phút bị chơi đến chết đi sống lại đâu nhỉ. Anh nói nhảm, Will chừng mắt nhìn khố khắc, sau đó đòi mắt về màn hình, ông đây có thể kéo dài một tiếng. Nếu anh không tin thì lấy cô bạn gái nhỏ của anh ra đây cho tôi thử chút đi. Chuyện xuyên không? Sắc mặt khố khắc lạnh đi, Will, đừng đùa thế này. Nếu anh dám đụng vào bạn gái tôi, tôi đảm bảo sẽ chặt anh thành một trăm mảnh. Will vừa muốn phản bác lại thì Âu Dương tất tùng bước vào, hai người đang làm cái gì vậy? Không thể chuyện tâm một chút sao? Hai người đồng loạt ngạn miệng lại, âu dương tất Tùng lường mỗi người một cái rồi nói có phát hiện gì mới không tạm thời không có nhưng mà người phụ nữ này đã xông vào sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rời đi u chỉ vào bốn màn hình đây là những con đường phải đi qua khi xuống núi chúng ta sắp xếp đầy đủ các góc nhìn có thể quan sát được chỉ cần cô ta đi qua chỗ này sẽ bị phát hiện ngay lập tức âu dương tất Tùng nói vậy thì cô ta từ đâu đến à thì u lập tức câm như hến trên trán dịn ra một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Đồng đội khố khắc của anh ta vội vàng nói, Liệp ưng, tôi thấy, có khi nào người phụ nữ này là một tồn tại siêu phàm. Trong chớp mắt, Âu Dương Tất Tùng lập tức nổi giận, tồn tại siêu phàm. Khố khắc, các người đang đùa tôi à? Đây là chiến tranh, nếu như đối phương là người siêu phàm, chúng ta chỉ là con kiến, tùy tiện liền bị người ta dẫm chết. Uyên Ngập ngừng nói, Liệp ưng, Thật ra những chỗ chúng ta bố trí camera đều đã bao quát hết tất cả lối ra vào. Sao người phụ nữ này có thể vào được, đúng là rất khó giải thích. Âu Dương Tất Thùng nói, tôi đã sai mặt khác nhĩ và tổ của cậu ta đi đến lối ra chặn lại. Hy vọng cậu ta có thể cho chúng ta một tin tức tốt. Nếu không, Will, Khố Khắc, hai người các cậu mất đi 3 tỷ. Hả, Liệp Ưng, anh không thể làm như vậy. Hai người vì thiếu cẩn thận, mỗi người mất 1 tỷ rưỡi quả thật là quá đau tim mà. Diệp vô phong trốn khỏi nhà Âu Phương đầu tiên, nhưng vẫn đứng đợi Du Kinh Hồng cách đó không xa. Anh không thể để một mình Du Kinh Hồng ở lại nơi này, nhất định phải chăm sóc cho cô ta. Lúc nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Du Kinh Hồng lao vùn vùn ra trong màn đêm, Diệp vô phong lập tức thấy yên tâm, nhìn xem, có vẻ chúng ta vẫn có cái nhìn chung. Audio điện tử võ tấn bền chương 456 cùng bay lên. Thì ra, Diệp Vô Phong nhận ra sức chiến đấu của bên Âu Dương Tất Tùng rất mạnh, lại có thêm vị tuyệt đỉnh cao thủ là Bắc Thoái Vương chống lưng, biết rõ không thể làm được gì nên đành rút lui khỏi nhà Âu Dương. Còn Du Kinh Hồng có cùng phán đoán với anh, cũng cảm thấy nếu như đêm nay cố chấp thăm dò, rất có thể hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, cô ta cũng rút lui ra ngoài. Du Kinh Hồng gặp được Diệp Vô Phong, ngay cả lời cũng không cần nói nhiều, hai người nhanh chóng cùng nhau bay về phía chân núi. Đột nhiên, Bóng dáng hai người có vẻ như cùng dừng lại. Hai người không cần lên tiếng như cũ, nhưng đều biết đằng trước có mai phục. Du Kinh Hồng khó có dịp nhìn Diệp Vô Phong thêm một cái. Kiểu ăn ý như thế này, đã bao lâu rồi chưa có nhỉ? Trong màn đêm, Diệp Vô Phong nháy nháy mắt với Du Kinh Hồng. Sau đó hai người gần như đồng thời rút ra dao nhỏ, cơ thể cúi thấp xuống, tiếp tục bay về phía trước. Một trái một phải, hai bóng người như hai tia chớp màu đen nhanh chóng tiếp cận vòng mai phục do nhóm người mặc khắc nhĩ giang ra. Mặc khắc nhĩ đã quen việc dùng nắm đấm quật ngã kẻ thù, vậy nên anh ta vung tay lên, ra hiệu cho ba tên trợ thủ nổ súng. Đoàng đoàng đoàng, ba thanh súng đột kích mini cùng nhau phun ra ngọn lửa, khiến cho khoảng đất trống trước mặt vương đầy đốm lửa khắp nơi, tạo thành một lưới lửa dày đặc. Mà hai bóng dáng trên mặt đất trống giống như ảo ảnh. Trong mưa đạn điên cuồng, thân pháp liên tục biến đổi, lắc trái né phải, cứ như vậy thẳng thừng lao đến. Ha ha, quá tốt rồi, là cao thủ. Mặc khắc nhĩ cười to, cầm trong tay một thanh đao lớn, vung mạnh ra một tầng sáng, đến đây. Cô gái phương đông xinh đẹp, tôi muốn cô nếm thử sự lợi hại của ông đây. Ba tay súng bên cạnh mặc khắc nhĩ, lúc kẻ thù còn ở cách mình khá xa thì có thể điên cuồng bắn phá, nhưng lúc người ta đi đến bên cạnh mình, súng đột kích mini trong tay quả thật trở thành một cây gậy lửa ba tay súng không kịp nghĩ gì đã thấy cổ mình mát lạnh, sau đó gần như đồng thời ngã nhào xuống đất. Lúc bọn họ chuẩn bị ngã sắp xuống đất, có một khẩu súng đột kích mini đột nhiên bắn ra đạn, chỉ là hướng bắn đi vô cùng hỗn loạn. Sau đó ken kết hai tiếng, ánh đạn đột nhiên dừng lại. Chết đi, mặc khắc nhĩ vùng đao, hướng về phía Diệp Vô Phong đang lao đến, chém ngang. Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng vẫn một trái một phải, trực tiếp lướt qua người mặc khắc nhĩ chỉ là lúc lướt qua người mặc khắc nhĩ cơ thể hai người đột nhiên đè thấp xuống một chút á à, mặc khắc nhĩ thấy một đao của mình đã chém xuống nhưng sao anh ta lại thấy đùi mình mây lạnh hừ hừ mặc khắc nhĩ ngồi thụp xuống cơ thể mất đi chống đỡ chuyện này cuối cùng là thế nào mặc khắc nhĩ vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ra hai gốc đùi đã rời khỏi cơ thể mình còn cơ thể của anh ta sau khi mất đi hai đùi đã không thể duy trì được thăng bằng vô cùng khó nhìn ngã trên đất. Không, mặc khắc nhĩ không thể tin, các người là ma quỷ. Đúng vậy, hai người này không phải chỉ có ma quỷ, mà còn là một đôi ma quỷ cực mạnh. Trong nháy mắt khi lướt qua mặc khắc nhĩ, hai người đồng thời ra tay, mỗi người lấy đi một cái chân của mặc khắc nhĩ. Điều này có thể thấy, đây không chỉ là việc nắm chắc việc giải phẫu cơ thể người mà quan trọng hơn là tốc độ nhanh đến mức người thường không thể hiểu được. Thật ra, điều Du Kinh Hồng nhận ra, quan trọng hơn hết là dường như hai người thật sự quá ăn ý. Âm thanh chiến đấu bên này vang lên, Âu Dương Tất Tùng liền nắm được tin tức. Anh ta cũng mang theo người, nhanh chóng chạy đến. Khốn kiếp, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho tôi biết không? Âu Dương Tất Tùng nhìn cảnh tượng thi thể đầy đất, nhất là mặc khắc nhĩ, cái chết thật sự là quá tàn khốc. Hai chân tách rời cơ thể, máu chảy đầy đất, hai mắt mở to, trống rỗng vô hồn, không cam lòng ngước lên bầu trời còn ba tay súng khác đều bị chết do cắt đứt động mạch cổ đuổi theo đuổi theo cho tôi âu dương tất tùng tức giận lao nhanh về phía xa thế nhưng hai người diệp vô phong và du kinh hồng đã đi được một khoảng thời gian bất kể anh ta có đuổi thế nào cũng không kịp hơn nữa coi như âu dương tất tùng có đuổi được thì ngược lại kết quả càng thêm không ổn âu dương tất tùng đuổi theo được hơn trăm mét thì bình tĩnh lại xoay người dẫn theo thuộc hạ rút về anh ta tự nhốt mình lại cần phải có thời gian để tự mình tiêu hóa sự kinh động đêm nay. Người phụ nữ thần bí khó lường kia vô cùng mạnh, tránh được giám sát thì không nói, còn dễ dàng chạy ra, điều này cho thấy phòng bị của Âu Dương Tất Tùng đặt ra có lỗ thủng quá lớn. Nhất là việc bốn người mặc khắc nhĩ bị giết hại, khiến cho Âu Dương Tất Tùng chấn động lớn hơn. Công phu của mặc khắc nhĩ thế nào anh ta hiểu rõ, vậy mà còn bị người ta nhẹ nhàng lấy mất hai chân. Ba tay súng bên cạnh mặc khắc nhĩ cũng tạo thành lưới lửa cực lớn, anh ta cũng đã tận mắt chứng kiến. Theo suy đoán của anh ta, căn bản không có ai dám lao thẳng vào lưới lửa, nhưng cao thủ đêm nay đến đã vượt qua dự tính của anh ta. Âu Dương Tất Tùng chỉ cảm thấy đáy lòng mình bốc lên từng luồng hơi lạnh. Người phụ nữ này gây SCL chứ? Du Kinh Hồng đi rất chậm, Diệp Vô Phong sóng vai đuổi theo, đi chậm thế này không sợ Âu Dương Tất Tùng đuổi theo sao? Dáng đi của Du Kinh Hồng không hề thay đổi, cô ta chậm rãi nói, nếu như anh là Âu Dương Tất Tùng, anh cũng đuổi theo sao? Diệp vô phong cười, ừm, chúng ta để lại cho anh ta một lá bài răn đe rồi, ha ha. Du Kinh Hồng khẽ gật đầu, đội hình của nhà Âu Dương rất lợi hại. Khó trách có thể tung hoành ở tỉnh Liêu Đông mấy chục năm nay. Diệp Vô Phong nói, Âu Dương Tất Tùng mới quay về trong thời gian gần đây, vậy nên việc Âu Dương lôi đi Liêu Đông, chủ yếu vẫn là ỷ vào thế lực của Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Đây mới là vũ khí tối cao nhất. Du Kinh Hồng tiếp tục gật đầu, cho dù hai chúng ta liên thủ lại cũng sẽ vì việc e rẻ Bắc thoái vương mà không có cách nào tiêu diệt được Âu Dương Tất Tùng. Diệp vô phong mỉm cười gật đầu, vậy nên cô mới muốn diệt trừ Bắc thoái vương sao? Ừ, mặt khác, muốn tìm được hồ quý e rằng rất khó, nhưng mà, hồ quý nhất định sẽ đi tìm Âu Dương lôi để báo thù, vậy nên, Du Kinh Hồng nheo mắt lại. Diệp vô phong cười ha ha một tiếng, đợi đến lúc hai thế lực này đều bị hao binh tổn tướng, chúng ta sẽ thành ngư ông đắc lợi. Du Kinh Hồng bước đi nhanh hơn, nói chuyện cùng với Tư lệnh Diệp quả thật là dùng rất ít sức lực. Diệp Vô Phong cũng tăng tốc bước chân đuổi theo, hợp tác cùng với tướng quân Du đây, quả thật là vô cùng sung sướng. Bước chân của Du Kinh Hồng hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục tiến lên, nghĩ thầm trong lòng, tên khốn này, lại còn nói là sung sướng. Cái từ này có vẻ như chẳng hề đúng đắn, phải nói là ăn ý mới đúng. Nhưng mà, ăn ý có vẻ như cũng có một chút ý như kia. Ôi chao, bên trên quần áo đua xe và mũ bảo hiểm đều đóng băng. Diệp Vô Phong nhanh chóng đi đến, cầm quần áo lên tay, dùng sức hất lên, rất nhiều vụn băng rơi xuống. Này, vẫn là cô mặc đi. Diệp Vô Phong đưa quần áo đua xe sang. Anh, trên chiến trường, cho đến bây giờ Du Kinh Hồng đều giống như tất cả các chiến sĩ khác. Các chiến sĩ khác cũng chỉ coi cô ta như bạn tác chiến thậm chí là cấp trên cho đến giờ vẫn chưa từng coi cô là phụ nữ đêm nay khi ở trước mặt diệp vô phong cô đã bị diệp vô phong coi là phụ nữ mấy lần theo bản năng cô ta sẽ phản kháng nhưng cô ta cũng biết có phản kháng cũng vô dụng chỉ có một bộ quần áo căn bản không thể để hai người cùng mặc không thể nghi ngờ diệp vô phong chín là người rất mạnh du kinh hồng tự an ủi mình như vậy nhận lấy bộ quần áo lưu loát mặc lên người Room. Lúc Diệp Vô Phong khởi động chiếc xe Honda Fireblade kia, Du Kinh Hồng đã ngồi ngay ngắn phía sau, ôm lấy eo của anh. Chiếc Honda Fireblade lao vùn vụt, lòng Du Kinh Hồng cũng theo đó mà không ngừng bay lên. Cô ta không hiểu rõ đây là loại cảm giác thế nào. Chương 457: Một cơ hội. Khu rừng nhỏ bên cạnh núi, nói là nhỏ nhưng thật ra rất lớn. Diện tích ít nhất cũng hơn mấy nghìn hecta. Nơi này từng được quốc gia quy hoạch thành lâm trường ở giữa bắc một chiếc cầu xuyên qua rừng cây đi ra đường cái. Chỗ nghỉ chân ngay ở trong rừng cây, nhúng địa điểm Diệp Vô Phong chọn để giao đấu lại là nơi cách chỗ nghỉ chân ít nhất 5 cây số. Nơi này là mảnh đất trống trong rừng cây, trong vòng bán kính 5-60 mét không có lấy một ngọn cỏ. Diệp Vô Phong đến đây một mình, im lặng đứng trên mặt đất trống tu luyện như một cây cọc gỗ, chờ bác Thoái Vương Đàm Thuận đến. Anh biết, bác Thoái Vương Đàm Thuận chính là lão già thành tinh trên giang hồ, sau khi đi vào rừng cây nhỏ, nhất định sẽ thăm dò xung quanh. Hơn nữa, nhất định Đàm Thuận có thể tìm được mảnh đất trống này. Nếu như Diệp vô phong dẫn theo người, Đàm Thuận chắc chắn có thể phát hiện ra, hơn nữa cũng có thể ra tay tiêu diệt. Ở trong rừng cây, bộ đội đặc chủng bình thường căn bản cũng không phải đối thủ của một cao thủ tuyệt đỉnh như Đàm Thuận đây. Giao, gió lạnh thổi qua, lá thông tạo thành một biển sóng lớn. Ban đêm trong rừng cây vô cùng đáng sợ bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại thú dữ cho dù là mùa đông cũng sẽ có những con hổ dữ ẩm hiện người bình thường tất nhiên sẽ không chọn ra ngoài vào ban đêm mà diệp vô phong thì không phải người bình thường dưới việc tu luyện diệp vô phong cảm thấy nội khí của bản thân cùng với hơi thở của cây cối hơi thở của đất đá xung quanh dần dần hòa vào làm một anh và đối phương tiến hành một loại trao đổi năng lượng kỳ diệu nào đó loại cảm giác này vô cùng tốt đây chính là cái người ta gọi là người và trời cùng hợp nhất lại. Vù vù, cành lá xào sạc, cây cối trong khu rừng nhỏ đung đưa, ngoại trừ cái này ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác. Hay lắm, Diệp vô phong, quả nhiên cậu rất giữ lời. Bác Thoái Vương xuất hiện rất rực rỡ, lúc chống gậy đi đến vừa đúng 11 giờ đêm. Diệp vô phong khép mình đứng như cọc gỗ, cười nhạt nói, bác Thoái Vương đàm thuận, quả nhiên ông là người rất đúng giờ đàm thuận cười ha ha diệp vô phong vừa hay đêm nay nơi này không có ai khác vậy chúng ta liền phân thắng bại đi diệp vô phong cũng kéo dài khoảng cách tốt lắm bác thoái vương nếu như ông thua vậy thì lập tức rút khỏi nhà âu dương đừng nối giáo cho giặc có được không khuôn mày trắng toát của đàm thuận nhếch lên cười lạnh nói thì ra mục đích của cậu là thế này còn nếu như cậu thua thì sao sẽ dẫn theo hoa cường rời khỏi phụng thiên chứ diệp vô phong nói chỉ bằng một người đàm thuận ông rút khỏi nhà âu dương là có thể trao đổi với việc tôi và hoa cường rời khỏi đây bác thoái vương tính toán này của ông cũng quá hay rồi đây chứ đàm thuận cười nói thật lòng thì tôi có thể kiểm soát được bản thân nhưng lại không thể kiểm soát được âu dương lôi vậy nên tôi chỉ có thể đồng ý với cậu nếu như tôi thua tôi liền rời khỏi nhà âu dương không quay lại phụng thiên nữa diệp vô phong gật đầu vậy được nếu như tôi thua tôi cũng tình nguyện rời khỏi phụng thiên không quay lại nữa đàm thuận đi lại như gió được vỗ tay thề bốp hai người mỗi người tung ra một tay vỗ vào nhau sau đó bóng dáng hai người nhanh chóng tách ra diệp vô phong vẫn bày ra thái cực quyền đầu tiên nhưng thật ra công phu của anh rất tạp nham thời điểm chính thức chiến đấu chính là tùy ý mà đánh mặc dù bắc thoái vương đàm thuận nổi tiếng với việc dùng chân nhưng cũng hay đi thăm những bậc danh sư học rất nhiều loại võ công mới hơn nữa ông ta lại có thiên phú rất cao, học một hiểu mười, cuối cùng cũng đắc đạo, trở thành một chiến thần cấp cao thủ. Sự hiểu biết dành cho võ thuật đã lớn hơn rất nhiều so với người thường. Hơn nữa, Đàm Thuận lại có nhiều kinh nghiệm tu luyện trong rừng núi. Mặc dù ông ta đến muộn hơn một chút nhưng chỉ cần hơi vận công đã có thể lấy hơi thở của mình hòa nhập với hơi thở của cây cối núi rừng xung quanh. Trong lúc phất tay có vẻ mang theo cả hơi thở chết chóc của núi rừng, mở ra khí thế bàng bạc mặc dù Diệp Vô Phong chịu một vài vết thương nhỏ nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho dù giữ lại công lực, trước mắt cũng chỉ giữ lại được 9 phần 10. Vậy nên, sau khi vung tay, rõ ràng Bắc Thoái Vương đang chiếm ưu thế. Nhưng Diệp Vô Phong cố gắng chống đỡ, cũng không hề lộ ra dấu hiệu bị thua thiệt. Hai chân đàm thuận giống như cối say gió, dựa vào khí thế như gió bão, mỗi một bên chân giống như sấm sét điên cuồng tấn công về phía Diệp Vô Phong nếu như nhìn từ bên cạnh, mặc dù đàm thuận đầu tóc bạc trắng, nhưng thế tiến công lại nhú rồng như hổ, khí thế cực lớn, quả thật ép Diệp Vô Phong đến mức không thở được. Trong nháy mắt đã đánh hơn trăm chiêu, Diệp Vô Phong bị đánh cho lùi lại mấy chục bước, rất nhanh đã đến rìa ngoài của bãi đất trống. Đàm thuận tăng thêm đợt tấn công, ý đồ muốn đánh gục Diệp Vô Phong. Bộp bộp bộp, âm thanh nắm đấm và bàn chân va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt. Cành cây bên cạnh cũng bị chấn động làm cho đung đưa. Dưới áp lực cực lớn của Đàm Thuận, Diệp Vô Phong như một chiếc lò xo bị ép xuống, không thể ra tay đánh trả. Vết thương sau lưng lại nứt ra, máu tươi đã thấm vào quần áo. Bốp, Diệp Vô Phong cắn chặt răng, cơ thể bỗng nhiên di chuyển sang ngang 3 mét, thoát khỏi thế vây hãm của hai chân Đàm Thuận. Sau khi anh hít sâu một hơi, lúc này đột nhiên mới cảm giác được, thì ra cảnh giới người và trời hợp nhất vừa rồi của mình đã bị Đàm Thuận phá vỡ. Trao đổi ban đầu với núi rừng xung quanh, bây giờ đã không tồn tại. Sau khi Diệp Vô Phong ý thức được điểm này, anh lập tức đưa ý niệm của mình vào núi rừng xung quanh, hừ. Núi rừng xung quanh lập tức nhận được tín hiệu của Diệp Vô Phong. Linh khí rồi rào sinh động bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của Diệp Vô Phong. A, à, thoải mái, thân pháp của Diệp Vô Phong thay đổi ảo diệu, tiếp tục hấp thu hơi thở của núi rừng xung quanh. Trong lòng ngực lập tức được đả thông. A à. Đàm thuận lại phi thân lên lần nữa, hai chân xoắn như mình rồng, lao về phía Diệp vô phong. Bụp bụp, Diệp vô phong tung nắm đấm lên, trói cùng thì Diệp vô phong cũng thoát khỏi thế thất bại, có thể đứng lên chống lại đàm thuận. Hai người đều hấp thu linh hai của núi rừng xung quanh, vậy nên trận chiến này rất nhanh đã đạt đến 500 chiêu. Đàm thuận rất buồn bực khó hiểu, lúc đầu Diệp vô phong đã chuẩn bị thua rồi, tại sao lại khôi phục lại được? trên người tên nhóc này cuối cùng là xảy ra chuyện gì thật ra ngay từ đầu đàm thuận đã hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của núi rừng nhưng không ý thức được mình đã chiếm lấy nguồn cung ứng của diệp vô phong bây giờ ông ta thu được linh khí ngày càng ít còn diệp vô phong thì ngày càng nhiều cứ kéo dài tình huống thế này thế lực của hai người chắc chắn ngang bằng với nhau mặc dù vết thương sau lưng diệp vô phong nứt ra lại cộng thêm đau đớn từ vết nứt đã kích phát tiềm lực của diệp vô phong Ngược lại đã kéo dài sự gia tăng công lực trong người. Như là đã nắm được mạch chiến đấu, Diệp Vô Hồn liền triển khai hết các công phu học được, khẩn trương cố gắng đạp gió tiến lên, ép cho Đàm Thuận phải bắt đầu lùi lại. 800 chiêu, hai người Diệp Vô Phong và Đàm Thuận, sau một cú va chạm, bóng dáng hai người lập tức tách ra, lùi xa 4 mét, nhìn nhau chăm chú. Hình tượng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận tiên khí vây quanh đã không còn, bây giờ vô cùng chật vật tóc tai tán loạn, khắp cả người đều là bùn đất. Còn Diệp vô phong thì bị máu tươi nhuốm dần sau lưng, áo dính sát vào người. Du Kinh Hồng nói muốn cùng anh giết đàm thuận mà, giờ Du Kinh Hồng đang ở đâu? Mặc dù ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp vô phong một chút, nhưng xưa nay lúc anh chiến đấu sẽ không ỉ lại vào người khác. Bởi vậy, bước chân của anh triển khai một chiêu thức biến ảo, tiếp tục ngưng động lại công lực, cảm giác dòng máu toàn thân được thông suốt có vẻ như công lực lại tiếp tục tăng lên. Diệp vô phong đã tu luyện đến cảnh giới chiến thần rồi nên càng thêm hiểu rõ một điều. Nhiều khi, chỉ có đứng dưới tình huống chịu áp lực nặng nề, công lực mới có thể tăng lên một cách ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đêm nay mình có được một cơ hội này sao? chương 458, biến hóa kinh ngạc. Tốc độ khôi phục của vết thương tựa như cũng rất nhanh, lúc này tinh thần Diệp vô phong rất minh mẫn, chỉ cảm thấy trong lúc phất tay, giống như có thể làm rung chuyển núi rừng xung quanh vung tay lên núi rừng giống như nghe theo sự chỉ huy của anh dũng mãnh lao về phía của Đàm Thuận ha ha khuôn mặt Diệp vô phong lộ ra tươi cười Đàm Thuận ông thua rồi khuôn mặt Đàm Thuận dữ tợn cắn răng nghiến lợi nói Diệp vô phong cậu muốn thắng tôi nằm mơ xem tuyệt chiêu của tôi đây đột nhiên thân thể Đàm Thuận biến mất đứng nguyên tại chỗ đạp lên vị trí bắt đầu vọt nhanh tới tóc trắng bạc phơ trên đỉnh đầu hơi nước bốc lên thân thể chung quanh giường như mang theo một một lớp màng dày trong suốt như có như không. Sở Dĩ Diệp vô phong có thể nhận biết điều này là bởi vì thân thủ đàm thuận nhanh như vậy, nhưng quần áo trên người cũng không có chút xíu dáng vẻ là có gió. Ông ta tựa như di chuyển ở giữa, có thể mang theo không khí xung quanh vận động cùng một chỗ. Loại trạng thái này giống như là thu được một lãnh địa của riêng mình, lãnh địa này phạm vi càng rộng lớn, sức lực càng mạnh. Bên trong lãnh địa của đàm thuận ông ta chính là chúa tể. Diệp vô phong cũng đang trong quá trình luyện công, ngẫu nhiên hiện qua cảnh giới này, nhưng đàm thuận vậy mà đạt đến. Loại lãnh địa này, ở bên trong nếu có người mạnh nhất sẽ được xưng là lãnh chúa, có thể dùng ý nghĩ của mình thống lĩnh toàn bộ lãnh địa. Hóa ra, đây mới là sức mạnh chân chính của bác thoái vương đàm thuận. Tại đỉnh Bắc Sơn trong trận chiến ấy, Bắc Thoái Vương còn chưa kịp phát huy đến cảnh giới này liền bị Âu Dương Tất Tùng quấy nhiễu, không có cách nào khác, lại không thể nào mở miệng giải thích với Diệp Vô Phong, chỉ có thể coi như không có chuyện gì. Đêm nay, bác thoái vương đàm thuận nhất định phải dùng võ công của mình chiến thắng Diệp Vô Phong. Để anh không dám tiếp tục ở lại Phụng Thiên nữa. Hơn nữa còn vì muốn để Âu Dương lôi ngồi vững vàng trên vị trí cao nhất ở Liêu Đông, trải bằng con đường cho cậu ta. Không có con nối dõi bác thoái vương đàm thuận liền xem Âu Dương lôi là con của mình. Với thực lực của đàm thuận, bước từng bước đến chỗ Diệp Vô Phong cũng không cần tốn nhiều công sức đến như vậy. Nhưng cả người Diệp Vô Phong phát run, anh cố gắng hội tụ nội công, đem công lực của mình phát huy đến trạng thái cao nhất. Sau đó anh hạ thân thể xuống, chuẩn bị xong tư thế nghênh chiến, sức lực toàn thân tập trung ở bên tay phải, chờ bùng phát. Bác Thoái Vương mang theo lãnh địa chậm rãi tung người lên trên không trung cực kỳ trôi chảy thi triển ra một chiêu đơn giản nhún chân bay lên trên. Phải nói, động tác này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí so với động tác bình thường còn chậm rất nhiều. Nhưng, Diệp vô phong bị lãnh địa của đối phương bao vây, anh nhạy cảm phát giác được, mình căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất luận tránh như thế nào đều cũng bị đối phương đạp chúng. Đây là cảm giác của Diệp vô phong. Hơn nữa, đàm thuận mang theo vạn quân chi viện, để Diệp vô phong cảm thấy không thể ngăn cản được. Loại cảm giác bị Thái Sơn đàn áp thực sự quá kinh khủng. Quỳnh, Diệp Vô Phong đánh một quyền, đánh trúng bàn chân Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Thịnh thịch, Diệp Vô Phong liền lùi lại phía sau ba bước lớn, chỉ cảm thấy tức giận không thôi, nội lực của Đàm Thuận mạnh mẽ như vậy, không có cách nào biến mất, anh chỉ có thể lại lùi lại. Bịch, phía sau lưng đâm vào một cây đại thụ, cây đại thụ bị chấn động đến mức rung rầm rầm. Đàm Thuận đã đứng vững, lặng lặng nhìn Diệp Vô Phong, hướng về phía anh ngoác ngoác tay, cậu còn trẻ có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng đã đủ khiến người ta không dám khinh thường. nhưng cậu cùng tôi vẫn là có tranh lệch không hề nhỏ. thế nào, nhận thua đi, tôi có thể dừng tay ở đây cho cậu tiếp tục có cơ hội tiến bộ. nếu không, phi diệp vô phong căm tức nhìn đàm thuận nhổ một ngụm nước bọt, thế nhưng bây giờ anh nhịn không được vị ngọt tanh ở trong cổ học, nghiêng đầu một cái, phun ra một ngụm máu tươi. đàm thuận nụ cười trên mặt càng sâu hơn, ông ta chậm rãi nói, diệp vô phong lấy năng lực của cậu bây giờ khẳng định là cậu cũng biết cậu đã là một kẻ xa cơ lỡ vận tiếp thêm một chiêu của tôi nếu như cậu chống đỡ không được bản thân sẽ bị thương nặng cậu còn muốn cậy mạnh sao lục phủ ngũ tạng diệp vô phong bị tổn thương nhưng sau khi phun ra một ngụm máu tươi ngược lại cảm thấy tinh thần càng thêm tỉnh táo khóe miệng của anh mang theo tơ máu dư tợn mà nhìn đàm thuật lão già họ đàm kia trong từ điển của diệp vô phong tôi không có hai từ thất bại tới đi Đàm Thuận hô một tiếng, đem chân phải nâng lên cao, tư thế kiêu ngạo mà phóng khoáng, ha ha. Cậu đã muốn tìm đến cái chết thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Trong mắt Diệp Vô Phong, lúc này Đàm Thuận vẫn mang theo tầng màng nhàn nhạt kia, chỉ là độ dày tựa như mỏng hơn một chút. Trong nháy mắt Diệp Vô Phong lần nữa vận công, chung quanh núi rừng liên tục vào tới, cọ rửa mỗi một tế bào bên trong người anh. Trong người có một cỗ khí chuyển động với tốc độ tăng nhanh, tốc độ này tăng gấp mấy lần, vẫn luôn tiếp tục tăng lên. Diệp vô phong cảm thấy không thích hợp, tốc độ chuyển động này, so bình thường nhanh gấp bội. Nhưng vì muốn đạt được thắng lợi, anh đã chuyển động với tốc độ chậm lại, chỉ cần có thể thắng bác thoái vương, anh hiện tại chỉ có thể liều một phen. Vì thế, bên trong cơ thể, khí lực vẫn đang gia tăng tốc độ, Diệp vô phong liền đón một cước của bác thoái vương, sau đó đạp lên. Bành, quyền cước chạm vào nhau, bắc thoái vương đàm thuận vẫn như cũ phóng khoáng tự nhiên nửa bước cũng không lui mà thân thể diệp vô phong bỗng nhiên bay ngược ra phía sau tiếng động ầm ầm vang lớn ở bên trong sau lưng lại đụng phải một cây đại thụ rầm rầm phụt diệp vô phong lại phun một ngụm máu tươi nhưng khí lực bên trong cơ thể vẫn đang tăng tốc linh khí đến từ núi rừng xung quanh tràn vào cơ thể tốc độ quay cũng đang tăng nhanh đây là tình huống gì vậy diệp vô phong căn bản cũng không rõ nhưng đàm thuận làm anh bị thương trong nháy mắt khối khí với tốc độ rất nhanh trong cơ thể lại có thể chữa khỏi cho anh diệp vô phong lắc lắc đầu lần nữa đứng vững có vẻ hơi miễn cưỡng khối khí bên trong cơ thể vận tốc quay còn tiếp tục tăng tốc bây giờ đã nhanh đến mức độ khó mà tin nổi toàn thân diệp vô phong đều là linh khí dường như bị xoay chuyển càng lúc càng nhanh toàn bộ bị rút sạch bác thoái vương thấy diệp vô phong dường như đang sững sờ không khỏi cười lạnh một tiếng Diệp vô phong, nghĩ không ra cậu còn có thể kiên trì sau khi tiếp một chiêu này. Đến đây, chiêu tiếp theo, tôi sẽ để cậu hồn bay phách tán. Gầm, bác thoái vương đàm thuận hô to một tiếng, dùng công lực toàn thân, lần nữa vọt lên, vẫn là đạp lên bên cạnh bay lên. Một chiêu này của đàm thuận tốc độ không tính là quá nhanh. Nhưng thời điểm ông ta dùng một chiêu này, trong cơ thể Diệp vô phong đang trải qua biến hóa lớn đến nghiêng trời lệch đất. Âm một tiếng, Khối khí trong cơ thể có lẽ bởi vì vận tốc quay quá nhanh, vậy mà nổ tung. Ngay lúc Diệp Vô Phong cho là mình sẽ bị nổ chết, lại phát hiện sau khi khối khí nổ tung, bỗng nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, so với ban đầu nhỏ đi không biết gấp bao nhiêu lần, lại ngưng tụ thành một viên như hạt đậu, hiện ra ánh sáng óng ánh, dùng tốc độ nhanh hơn xoay quanh kim đan. Diệp Vô Phong có thể nhìn thấy kim đan tồn tại, nhưng không cách nào thấy rõ ràng nó xoay tròn bởi vì vận tốc quay thực sự nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Nguy rồi, còn đang phải chiến đấu. Suy nghĩ Diệp Vô Phong bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó đột nhiên mở mắt, lúc này một cước của Đàm Thuận cách ngược Diệp Vô Phong chỉ có một khoảng ngắn. Xem đây, Diệp Vô Phong không biết phải làm sao, quát lên một tiếng, đồng thời vung ra một quyền, đánh về phía bàn chân của Đàm Thuận. Chương 459, cả người không có sức lực. Bác Thoái Vương Đàm Thuận cảm thấy, nếu lấy thực lực của bản thân mà muốn chiến thắng Diệp Vô Phong thì một chiêu này khẳng định có hiệu quả có thể dự đoán, sau khi Diệp vô phong chúng một chiêu này, lần nữa bay ngược ra, máu tươi văng tung tóe, mệt mỏi vùng vẫy giành lấy sự sống. Quỳnh, quyền cước chạm vào nhau, trời đất tựa hồ cũng vì vậy mà bị trì trệ. Cây cối cách đó vài trăm mét cũng bỗng nhiên đứng im, sau đó co rúm lại một chút. Bác Thoái Vương đàm thuận cảm thấy trên chân phải của mình giống như bị một lực đánh vào, trực tiếp nổ tung lên. Giang giác, đàm thuận kinh ngạc khi phát hiện, chân phải của mình lại bị đánh nát không phải nói là xương cốt bị đánh nát a à, Đàm Thuận kêu một tiếng thảm thiết thân thể bay lên không trung lộn ngược hai cái rồi té ngã lúc rơi xuống đất lại chỉ có thể dùng chân trái chạm đất bởi vì chân phải đã đau đớn đến mức mất cảm giác không dám dùng để chạm đất trời à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chân phải của mình rõ ràng đã được bảo vệ rất cẩn thận trong lãnh địa rốt cuộc Diệp vô phong làm thế nào đánh chúng được vậy mà có thể công phá làm chân phải của mình bị thương Kỳ thật lãnh địa của Đàm Thuận cũng chỉ ở mức sơ cấp, cũng không quá vững chắc. Khó trách ở chiêu thứ hai, lãnh địa của ông ta liền mỏng đi một vòng. Lúc này Diệp Vô Phong nhìn thấy Đàm Thuận bị một quyền của mình oanh tạc mà vẫn chỉ có một chân chĩa xuống đất, ngược lại Diệp Vô Phong có chút choáng váng, nhìn một chút tay phải của mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong cơ thể, viên kim đan nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn kia vẫn như trước xoay tròn xoay tròn, tựa hồ rất vô tội, đừng nhìn tôi, không phải tôi làm. Bác Thoái Vương đàm thuận kiểm tra thân thể của mình một chút, phát hiện kinh mạch trên đùi phải của mình đã bị Diệp Vô Phong đánh gãy. Biết mình không thể tái chiến, đàm thuận im lặng một lúc lâu rồi nói, Diệp Vô Phong, cậu thắng. Sau đó ông ta xoay người rời đi, may mắn có gậy, nếu không đến cả việc đi cũng là vấn đề nan giải với ông ta. Đương nhiên, cho dù là chống gậy, tốc độ rời đi của đàm thuận cũng nhanh gấp mấy lần so với người bình thường. Chúc mừng, cảnh giới của anh lại tăng lên rồi. Thanh âm Du Kinh Hồng vang lên, cô ta thoải mái mà đi ra, đi đến chỗ Diệp Vô Phong. Ui, Diệp Vô Phong vừa định mở miệng muốn nói chuyện, mắt đột nhiên tối sầm lại, phù phù một tiếng, liền ngã ngửa ra. Ơ, ờ, Du Kinh Hồng chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt anh, đỡ lấy cánh tay của anh, anh rõ ràng đã thắng, như thế nào lại? Hai mắt Diệp Vô Phong nhắm nghiền, hơi thở đứt quáng, vậy mà hôn mê. Tên này đang diễn một màn gì đây? Anh rốt cuộc là bị sao vậy? Du Kinh Hồng đem thân thể Diệp Vô Phong đặt ngang ở trên mặt lá cây dưới đất, kiểm tra hơi thở của anh, lại sờ lên động mạch cổ, xác nhận anh còn sống, mệt mỏi không còn sức lực nữa sao? Diệp Vô Phong không đáp lại, Du Kinh Hồng liền sờ đến ngực anh, xác nhận tim vẫn còn đập, chỉ là tốc độ có chút nhanh. Du Kinh Hồng gỡ quần áo trước ngực anh, không nói hai lời, dùng trường đặt trên lồng ngực của anh, truyền công lực của mình vào trong cơ thể của anh. Cô ta đã sớm tới, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Phong còn có sức tái chiến, cô ta cũng không lộ diện. Dù một chiêu cuối cùng, cô ta mặc dù cũng chuẩn bị xong muốn ra tay giúp Diệp Vô Phong, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Phong bỗng nhiên phản kích thành công, liền buông lỏng cơ thể, phản sát. Cô ta khiếp sợ ngạc nhiên, nhìn thấy Diệp Vô Phong thả Đàm Thuận đi, cô ta cũng không có ngăn cản. Dù sao, Diệp Vô Phong cùng Đàm Thuận đã có ước định, với tính tình của Đàm Thuận, khẳng định sẽ rời khỏi Phụng Thiên nhưng cô nghĩ không ra, sau khi Diệp vô phong đánh một trưởng khiến đàm thuận bị thương, vậy mà lại hôn mê. Cô ta đoán là, Diệp vô phong không phải mệt mỏi vô lực, mà bởi vì bỗng nhiên dùng một chiêu mạnh, dẫn đến kinh mạch rối loạn. Bởi vậy, khi truyền công lực cho Diệp vô phong, cũng có thể dò xét tình huống trong cơ thể của anh, đồng thời, cũng giúp sắp xếp kinh mạch của anh một chút, đây là ý nghĩ của Du Kinh Hồng. Thế nhưng sau khi hai tay của cô ta đem công lực truyền cho Diệp vô phong, lại cảm thấy như vô lực trong nháy mắt không còn nhìn thấy nữa thậm chí cô ta muốn kiểm tra tình huống trong cơ thể diệp vô phong cũng không làm được nữa bởi vì từ khi cô truyền công lực cho diệp vô phong cơ thể cô gần như mất toàn bộ sức lực nhìn diệp vô phong hai mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại du kinh hồng tiếp tục gia tăng cường độ truyền càng nhiều công lực nhưng kết quả vẫn như muối bỏ biển du kinh hồng buồn bực tiếp tục gia tăng cường độ đến khi cô ta đã truyền hết một nửa công lực của mình bỗng nhiên giật mình tình huống này không đúng nhưng khi cô ta muốn thu tay lại lại cảm thấy hai tay tựa như đã đính vào ngực diệp vô phong không thu trở lại được không biết lúc nào đầu óc cô ta trở nên mơ hồ những chuyện mà đêm nay diệp vô phong trải qua có thể nói là trầm bổng chập trùng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc bây giờ khi kim đan kết lại toàn lực phát huy làm đàm thuận bị thương sau đó tạo thành một tấm màn che chở cho bản thân nhưng không ổn định, một chút lực đạo cũng có thể bị phá vỡ. Bởi vậy, Diệp Vô Phong mới có thể hôn mê, đây là phản ứng bảo vệ thân thể tự nhiên. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Kinh Hồng, đã bổ sung thêm nhiều công lực cho Diệp Vô Phong. Bởi vậy, Kim Đan vừa kết lại giống như một con bọt biển hút nước, đem những kia công lực kia hóa thành của mình, khiến cho Kim Đan Diệp Vô Phong lần nữa vững chắc, đây là cơ hội khó có được. Cũng không biết qua bao lâu Diệp Vô Phong rốt cuộc mở mắt, lập tức cảm giác được trong ngực mình có một người phụ nữ đang nằm. Anh cảm giác sức lực của mình trong nháy mắt khôi phục, biết mình vẫn còn ở trong rừng cây nhỏ cùng Đàm Thuận Giao Chiến, mà người phụ nữ trong ngực lại là Du Kinh Hồng. Diệp Vô Phong không thể nào hiểu được, trong lúc anh và Đàm Thuận Giao Chiến, Du Kinh Hồng từ đầu đến cuối không lộ diện, vậy mà bây giờ lại nằm sấp trong ngực cửa anh. Chẳng lẽ cô ta tự dâng bản thân mình đến? Đây cũng quá háo sắc đi sờ lên dây lưng của mình, Diệp Vô Phong biết mình suy nghĩ nhiều rồi. Du Kinh Hồng, tỉnh lại đi. Diệp Vô Phong đưa tay đẩy cô ta, lại trùng hợp chạm vào bộ ngực mềm mềm của Du Kinh Hồng. Hừ, Du Kinh Hồng tỉnh, cảm giác được mình nằm trong ngực Diệp Vô Phong, mà quần áo Diệp Vô Phong đang bị cởi ra. Cô ta vội vàng thoát ra ngồi xuống, lại cảm thấy một trận vô lực, chút nữa thì ngã sắp xuống. Diệp Vô Phong cũng không biết tình huống của cô ta, trực tiếp tung người nhảy lên, hoạt động tay chân một chút, ha ha, công lực của tôi lại tăng lên. xem ra còn phải cảm ơn tên đàm thuận này rồi. Du Kinh Hồng vẫn như cũng ngồi dưới đất, vậy mà chậm rãi thu đầu gối để ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. làm sao vậy? Diệp Vô Phong lúc này mới cảm giác được cô ta có gì đó không đúng, nhưng anh không hỏi, liền sửa sang lại quần áo của bản thân, đứng bên người cô ta. Du Kinh Hồng mất đi hơn phân nửa công lực chỉ cần trải qua mấy ngày tu luyện là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng bây giờ trong lúc nhất thời, không hồi phục được nhiều như vậy, tu luyện một lúc, chóp mũi của cô liền toát ra chút mồ hôi. Diệp Vô Phong không tự chủ được quan sát một chút, cảm thấy lúc này Du Kinh Hồng vô cùng điềm tĩnh, đặc biệt xinh đẹp. Hơn nửa giờ trôi qua, Du Kinh Hồng lúc này mới chậm rãi mở mắt, thể lực khôi phục không ít, sau đó cô ta chậm rãi đứng lên, Diệp Vô Phong, anh vừa rồi thế nào? Diệp Vô Phong ngây thơ lắc đầu, tôi cũng không nói lên được, dù sao thật đáng mừng chính là công lực của tôi đã tăng lên. Chương 460, vui vẻ. Du Kinh Hồng nói, anh đập gãy chân bên phải của Đàm Thuật, sau đó liền hôn mê. Tôi giúp anh xem xét một chút, không thấy có gì bất thường nên đã cố gắng hết sức giúp anh điều trị. Ai biết được, hai, anh lại giống như trong tiểu thuyết luyện qua hấp tinh đại pháp, lấy đi hơn phân nửa công lực của tôi. Bây giờ, tôi cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi hả, Diệp vô phong vận động tay chân, quả thật cảm thấy toàn thân mình tràn đầy tinh lực. Đối mặt với Du Kinh Hồng yếu đuối lúc này, Diệp vô phong vô cùng ái náy, chân chư nói, sĩ sí quan Du, nếu tôi đã lấy đi công lực của cô, hay là tôi giúp cô độ công lực lại? Du Kinh Hồng lắc đầu, không cần, qua hai ngày nữa, bồi dưỡng một chút, công lực của tôi có thể khôi phục lại. Cái này, Diệp vô phong tay chân luống cuống, gãi đầu nói, sĩ sí quan Du, kỳ thật, tôi thật sự không phải cố ý, nếu cô không nói, tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô yên tâm, bây giờ tôi cảm thấy sức khỏe rất ổn. Độ công lực lại cho cô, tôi cũng không có tổn hại gì, hãy để tôi thử xem sao. Nếu không tôi không thể yên tâm được, hơn nữa, cao thủ như cô, nếu trong vòng hai ngày mất đi một nửa công lực, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Du Kinh Hồng quật cường lắc đầu lần nữa, vẫn không cần đâu. Trong đầu cô hiện ra một màn mình vừa mới nằm trong lòng Diệp Vô Phong, không khỏi tim đập nhanh hơn, ánh mắt rủ xuống, dĩ nhiên có chút không dám nhìn anh. Diệp vô phong thấy cô cự tuyệt kiên quyết như vậy, liền đi tới, nắm lấy tay cô, cô ngồi xuống đi. Sau đó giữ vai cô ấy. Du Kinh Hồng cảm thấy hai tay Diệp vô phong nặng như núi, mình lại không thể phản kháng được. Sau khi bị Diệp vô phong cưỡng chế ngồi xuống, Diệp vô phong liền bắt lấy hai bàn tay của cô, bốn bàn tay đối diện, từ trong lòng bàn tay Diệp vô phong phát ra hai cỗ công lực mạnh mẽ. Này, anh chậm lại một chút." Du Kinh Hồng thụ động tiếp nhận, nhận thấy công lực trong lòng bàn tay Diệp Vô Phong dâng trào mãnh liệt, sau khi tiến vào kinh mạch của mình, thiếu chút nữa phá vỡ kinh mạch. Cô vội vàng nhắc nhở. "Được." Diệp Vô Phong gật gật đầu, lập tức cho công lực chậm lại. Du Kinh Hồng nhắm mắt lại, tiếp nhận công lực của Diệp Vô Phong, dẫn dắt về kinh mạch của mình, không bao lâu, liền cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, giống như bản thân và thiên nhiên hòa nhập làm một, không có phiền muộn. Dưới sự thúc đẩy không ngừng, công lực của Du Kinh Hồng khôi phục cực kỳ nhanh chóng, trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Du Kinh Hồng liền dùng sức đẩy bàn tay Diệp Vô Phong, nhảy lên tôi xong rồi. "Đi thôi." Diệp Vô Phong đứng lên, cảm nhận thân thể mình một chút, cảm thấy cũng không hao tổn bao nhiêu, chỉ là ý niệm hơi động một chút, liền cùng với núi rừng xung quanh trao đổi khí tức, hồi phục công lực. "Cô thật sự ổn rồi chứ?" Diệp Vô Phong quan tâm hỏi. Du Kinh Hồng gật đầu, đương nhiên là ổn rồi. Hai người trao đổi công lực như thế, trong lòng Du Kinh Hồng có một ít tạp niệm khác, đây có tính là trong tôi có anh, trong anh có tôi, không? Tâm tư nhỏ bé này, lại không thể nói ra. Đàm thuận thật sự sẽ rời khỏi Phụng Thiên sao? Du Kinh Hồng vội vàng thay đổi đề tài. Chắc là vậy, Diệp Vô Phong chắc chắn nói, cho dù hắn không muốn rời đi, để cho tôi gặp phải lần nữa, cũng nhất định phải loại bỏ hắn trải qua trận chiến tối nay, Diệp Vô Phong đã nắm chắc 10 phần, có thể chiến thắng Bắc Thoái Vương. Ừm, anh còn nhớ nhiệm vụ đến Phụng Thiên không? Du Kinh Hồng nhịn không được nhắc nhở. Diệp Vô Phong cười ha ha, đương nhiên tôi sẽ không quên. Nhiệm vụ của sĩ quan Du không phải là một bức, mã đáo thành công, sao? Chỉ cần Âu Dương lôi ngã xuống, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được tấm bản đồ này, cũng tự mình đưa đến tay cô. Vậy thì tốt, Du Kinh Hồng bỗng nhiên cảm thấy không có gì để nói, liền yên lặng đi nhanh về phía trước. Một lát sau, Du Kinh Hồng lại nói, thật ra, tối nay khi các anh chiến đấu, tôi vẫn luôn ẩn nấp ở chỗ tối quan sát. Ồ, Diệp vô phong gật đầu. Du Kinh Hồng nói, khi anh đối mặt với sự áp chế của Bắc Thoái Vương, tôi nhịn xuống không ra tay, chính là hy vọng anh có thể bộc lộ hết được khả năng dưới tình huống như vậy. Cho dù anh thất bại, tôi chắc chắn cũng không để đàm thuận sống sót trở về. Ừm, tôi biết diệp vô phong gật đầu tôi vốn tưởng cô không tới cho nên tôi mới bộc lộ hết được khả năng trong trận chiến đó thực ra tôi nên cảm ơn cô du kinh hồng hừ nói cảm ơn tôi tôi nghĩ anh càng nên cảm tạ đàm thuận vị bác thoái vương này dùng một chân làm cái giá đỡ giúp anh thăng cấp giới hạn của bản thân không thể không kể công ha ha cô nói đúng diệp vô phong nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của du kinh hồng cũng lộ ra nụ cười bầu không khí như vậy rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Du Kinh Hồng lại nói, thân đại tráng sẽ giám sát Âu Dương Tất Tùng, tôi nghĩ, đợi đến khi hồ quý công kích Âu Dương ra, chúng ta vẫn nên đi xem chút đi. Dù sao, nếu để thân đại tráng một mình hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ sợ anh ta cũng khó toàn mạng. Tuân lệnh, Diệp Vô Phong gật đầu mỉm cười. Du Kinh Hồng chừng mắt nhìn anh một cái, lại cảm thấy động tác này của mình thật sự không thích hợp, vội vàng quay đầu lại bước nhanh đi về phía trước. Du Kinh Hồng lái xe tới, Diệp Vô Phong vẫn điều khiển chiếc Honda hỏa nhẫn tối hôm qua. Trùng hợp chính là vị trí Du Kinh Hồng đỗ xe cách vị trí Diệp Vô Phong giấu xe máy rất gần. Sau khi Du Kinh Hồng lên xe liền hướng về phía Diệp Vô Phong huyết sáo rồi phi nhanh rời đi. Diệp tổng, anh cảm thấy chiếc xe này như thế nào? Nhìn thấy Diệp Vô Phong toàn thân mặc bộ quần áo màu đen trở về, Tiểu Thu chạy tới tươi cười hỏi. Tiểu Thu, chiếc xe máy này của anh đúng là không tệ, bảo dưỡng rất tốt cảm ơn anh, Diệp vô phong vỗ vai tiểu thu. Tiểu thu vui mừng đến mức mắt híp lại, Diệp Tổng, chỉ cần anh thích là được rồi. Đúng rồi Diệp Tổng, hôm nay tôi lại đi đặt một chiếc Honda hỏa nhẫn, còn lại khoảng 850 triệu, số tiền này anh vẫn là nên cầm đi. Khuôn mặt của Diệp vô phong trầm xuống, số tiền tôi đã bỏ ra, không bao giờ lấy lại. Tiểu thu, tôi rất vui khi anh cho tôi mượn một chiếc xe phù hợp, đừng đề cập đến tiền nữa. Được rồi, Diệp Tổng, Tôi không nhắc tới nữa. Tiểu Thu hoảng sợ, tuy rằng là 850 triệu, nhưng cũng không thể thật sự chọc Diệp Tổng mất hứng. Lúc trở về phòng ngủ, Lâm Thư Âm đã ngủ thiếp đi. Diệp Vô Phong lặng lẽ cởi quần áo ngoài, đang chuẩn bị tự mình bôi thuốc lên vết thương thì Lâm Thư Âm bừng tỉnh, "Ừm. Vô Phong, anh về rồi ư?" "À, không có việc gì đâu, em tiếp tục ngủ đi." Diệp Vô Phong vội vàng nói lâm thư âm liền vội vàng chỉnh lại quần áo ngồi dậy nhìn anh có phải vết thương lại hở ra không để em xem giúp anh hả không không cần diệp vô phong vội vàng lùi về phía sau không dám đem lưng cho cô xem để yên đó quay lưng lại đây lâm thư âm ra lệnh nói khụ khụ chỉ là vết thương có hở ra chút anh lấy xe máy đi ra ngoài một vòng diệp vô phong bắt đầu nói dối để em bôi thuốc giúp anh vết thương không thể dính nước mà anh thật sự chỉ đi xe máy thôi sao? Quần áo sao lại đầy bùn đất này? Anh vẫn là nên nói thật đi. Lâm Thư Âm vừa xem xét, vừa vạch trần lời nói dối của anh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 460.